Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 227. Đúng lúc này, một luồng uy áp khủng bố chợt xuất hiện ở vũ trụ thứ nguyên 9. Nó vừa xuất hiện, cả vũ trụ thế mà lại sôi lên sùng sục. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mặt mày vẫn hết sức lạnh nhạt. Lúc này, một linh hồn chợt xuất hiện cách đó không xa trước mặt Thanh Khâu và Diệp Huyên. Người đến chính là Già Vô. Già Vô nhìn Diệp Huyên ngồi khoanh chân đằng xa, cau mày nói, tại sao người thiên mệnh của thế hệ này lại yếu như vậy? Hay ngươi là hàng giả? Diệp Huyên. Diệp Huyên mở mắt nhìn Già Vô trước mặt, nhíu mày hỏi, ngươi là? Già Vô nhìn Diệp Huyên, ta chính là tu sĩ thượng cổ Già Vô. Đã từng khiêu chiến với chủ nhân bút đại đạo. Tu sĩ thượng cổ. Trong mắt Diệp Huyên càng toát vẻ nghi ngờ, chúng ta quen biết sao? Già Vô đưa mắt đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, không quen biết. Diệp Huyên nói, vậy ngươi có chuyện gì không? Già Vô nhìn Diệp Huyên, ta tới để giết ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hình như chúng ta không thù không oán. Già Vô nói, giết ngươi rồi, chủ nhân bút đại đạo cũng sẽ chết, đúng không? Diệp Huyên sửng sốt. Già Vô lại nói, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng vô biên chủ gài bẫy ta. Nhưng bây giờ xem ra, ta trách lầm ông ta rồi. Ngươi yếu như vậy, căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp nào cho ta. Vô biên chủ. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại, là vô biên chủ bảo ngươi đến giết ta. Già Vô thản nhiên nói, ông ta chỉ nói rằng giết ngươi rồi, chủ nhân bút đại đạo cũng sẽ chết. Diệp Huyên trầm giọng nói, sao ngươi không trực tiếp đi giết chủ nhân bút đại đạo? Ta biết y ở nơi nào, y ở hệ Ngân Hà. Già Vô lại lắc đầu, ta đánh không lại y. Diệp Huyên nhìn Già Vô, cho nên ngươi đến đánh ta. Già Vô gật đầu. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta không đánh với ngươi. Nói xong, hắn chỉ vào Thanh Khâu bên cạnh, đây là muội muội ta, ngươi đánh với muội ấy trước, sau khi đánh lại muội muội ta, ta sẽ đánh với ngươi. Già Vô quay đầu nhìn Thanh Khâu, khi nhìn thấy Thanh Khâu, ông ta nhăn mày lại, dường như ngươi, không yếu. Thanh Khâu mỉm cười, ngươi muốn đánh như thế nào? Già Vô khẽ cười nói, ngươi từng nghe nói đến tu sĩ thượng cổ trong truyền thuyết chưa? Thanh Khâu lắc đầu. Già Vô châm chọc nói ra, đúng vậy, loại tồn tại cấp bậc như ngươi sao có thể tiếp xúc đến phạm vi của bọn ta? Thanh Khâu mỉm cười, tiện tay vung kiếm chém ra. Kiếm này vừa chém ra, đồng tử Già Vô lập tức co rụt lại, sắc mặt ông ta tràn đầy khiếp sợ, trong lòng cũng hoảng hốt gần chết. Ông ta bỗng giơ hai tay lên trước, bày ra tư thế phòng ngự. Quỳnh! Một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong cơ thể Già Vô mãnh liệt tuôn ra. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Vèo! Một thanh kiếm xuyên thủng giữa lông mày Già Vô. Già Vô trực tiếp bị cố định tại chỗ. Thanh Khâu liếc nhìn Già Vô, tu sĩ thượng cổ, yếu như vậy sao? Già Vô hoảng sợ nhìn Thanh Khâu, sao, sao ngươi lại mạnh như vậy? Thanh Khâu cười nói, có lẽ là do ngươi quá yếu. Già Vô. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh chợt nói ra, ngay cả muội muội ta mà ngươi cũng đánh không lại, còn muốn đến đánh với ta, ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Già Vô quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi, ngươi cũng rất lợi hại. Diệp Huyên cười nói, muội muội ta đã mạnh như vậy rồi. Ngươi nói xem, người ca ca như ta, ha ha. Già Vô. Diệp Huyên lại nói, ngươi đi đi. Già Vô sửng sốt, ngươi để ta đi. Diệp Huyên gật đầu, ngươi đi đi. Già Vô hơi do dự, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu mỉm cười, tay phải khẽ vung lên, kiếm Thanh Huyên bay trở về trong tay nàng ấy. Già Vô trầm giọng nói, vô biên chủ lừa ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, có một câu hỏi, tu sĩ thượng cổ là cái gì? Già Vô suy nghĩ, sau đó nói, tu sĩ đến từ thời đại thượng cổ thần hoang. Thần hoang? Diệp Huyên nhíu mày, thần hoang ở nơi nào? Già Vô thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, cách nơi này rất xa. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ngươi đi đi. Già Vô nói, thật chứ? Diệp Huyên cười nói, ta lừa ngươi có ý nghĩa gì sao? Già Vô không chút do dự, quay người biến mất ở tận cùng tinh không.
Diệp Huyên nhìn về phía tận cùng tinh không xa xăm, im lặng không nói. Thần hoang. Rất rõ ràng, có lẽ đó là một vũ trụ mạnh hơn vũ trụ thứ nguyên. Ôi! Diệp Huyên khẽ thở dài một hơi, còn chưa xưng bá ở vũ trụ thứ nguyên mà thần hoang này đã xuất hiện rồi. Lúc này, Thành Khâu bỗng nhiên nói ra, ca, người tu luyện trước. Ta đi dạo một lát. Diệp Huyên gật đầu, được. Thành Khâu mỉm cười, quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thần hoang. Sau khi linh hồn già vô trở lại cơ thể, sắc mặt vô cùng khó coi. Bị lừa rồi. Lần này, suýt nữa bị vô biên chủ lừa chết. Mẹ kiếp. Già vô quay người nhìn lại, vô biên chủ, vô liêm sỉ. Tiếng nói được tăng thêm huyền khí, trực tiếp truyền khắp thần hoang. Tận cùng nơi xa, vô biên chủ bỗng dừng lại, ông ta quay người thoáng nhìn, khẽ cười, vậy mà không giết ông ta, vua dựa dẫm này thú vị lắm. Nói xong, ông ta quay người nhìn về nơi không xa phía trước, nơi đó có một tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn, một cô gái đang lặng lẽ nằm đó. Cô gái mặc váy dài màu đỏ, ma mị như máu. Vô biên chủ đi đến trước tế đàn, nhìn cô gái trước mặt, khẽ nói, Nam Thanh. Tăng vô nhìn về phía vô biên chủ, Nam Thanh. Vô biên chủ gật đầu, đã từng là một vị cao thủ siêu cấp vô cùng khủng bố, năm đó cổ thiên đế kia cũng bị giết khi đi đến nơi này. Tăng vô kinh ngạc, bị cô gái này giết. Vô biên chủ gật đầu, mỗi 10.000 năm cô gái này sẽ tỉnh một lần, mà khi cổ thiên đế kia đến đây, đúng lúc nàng ta vừa tỉnh lại, thế là, lão ta bị xử lý. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, quá xui xẻo. Tăng vô liếc mắt nhìn Nam Thanh kia, sau đó nói, rất mạnh. Rất mạnh. Nghe vậy, sắc mặt Tăng vô trở nên nghiêm nghị. Trong khoảng thời gian ở cạnh vô biên chủ này, ông ta cũng hiểu được phần nào tính cách của vô biên chủ. Dưới tình huống bình thường, vô biên nhìn ai cũng như nhau, bao gồm cổ thiên đế, vô biên cũng chỉ đánh giá là không tệ lắm mà thôi. Nhưng giờ phút này, vô biên chủ lại nói Nam Thanh rất mạnh. Thần Minh đột nhiên hỏi, người đánh thắng được không? Tăng vô vội nhìn về phía vô biên chủ, đây cũng là điều ông ta muốn biết. Vô biên chủ chỉ khẽ cười mà không nói lời nào, sau đó đi về nơi xa. Tăng vô và thần Minh đưa mắt nhìn nhau, đang lúc không hiểu ra sao, vô biên chủ lại nói, biết vì sao ta lại biết chuyện mỗi vạn năm nàng ta tỉnh lại một lần không? Hai người lắc đầu. Vô biên chủ khẽ nói, bởi vì ta đã từng có mặt ở đây khi nàng ta tỉnh. Mà ta vẫn còn sống, hiểu chưa? Hai người. Vô biên chủ tiếp tục đi về nơi xa, không phải khoác lác, nhưng người có thể giết ta còn chưa? Nói đến đây, ông ta do dự một lát, sau đó lại nói, được rồi. Khiêm tốn một chút. Hai người không còn lời gì để nói. Vô biên chủ lại nói, hẳn là đám người cổ thánh vương đã nhận được những truyền thừa đó rồi. Ôi, nếu bọn họ cũng khiêm tốn một chút, chắc hẳn có thể sống lâu một chút, nếu không như vậy. Nói xong, ông ta lắc đầu, không nói gì nữa. Một bên khác, trong đại điện đổ nát nào đó, giờ phút này đám người cổ thánh vương đang điên cuồng cười lớn. Bọn họ nhận được truyền thừa của một tông môn cổ xưa. Một cánh cửa mới mở ra cho bọn họ. Đến cấp bậc này của bọn họ, muốn tiến lên một bước, khó khăn khôn cùng. Thứ nguyên cảnh. Bọn họ đã đạt đến thứ nguyên cảnh tầng 10, có thể nói, vũ trụ thứ nguyên đang hạn chế bước phát triển của bọn họ, đây chính là lý do vì sao bọn họ khổ sở chờ đợi thần hoang. Mà bây giờ, bọn họ có cơ hội đạt đến một cấp độ cao hơn thứ nguyên cảnh. Trong đại điện đổ nát, một đám thánh vương điên cuồng cười lớn. Cho dù là cổ thánh vương luôn thận trọng kia cũng nở nụ cười. Vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng tu luyện, càng ngày càng nhiều thứ nguyên chi lực tiến vào cơ thể hắn, kèm theo đó, hơi thở của hắn cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trong khoảng thời gian này, vũ trụ thứ nguyên vẫn rất yên bình, tất cả cao thủ thứ nguyên tựa như biến mất. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Huyên đang tu luyện bỗng mở mắt ra. Quỳnh. Một hơi thở đáng sợ bất chợt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Thứ nguyên cảnh. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi,
toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này, Thanh Khâu ở bên cạnh nói, đột phá rồi. Diệp Huyên gật đầu. Bây giờ hắn đã đạt đến thứ nguyên cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cảm giác sức mạnh toàn thân vô cùng dồi dào, so với trước đó, thực lực bây giờ của hắn tăng lên ít nhất mấy lần. Diệp Huyên không tiếp tục nghĩ nữa, nhìn về phía Thanh Khâu, cười nói, nhà đầu, chúng ta đi thôi. Thanh Khâu gật đầu. Hai huynh muội rời khỏi vũ trụ thứ nguyên 9, vừa trở lại thư viện Quan Huyên đã thấy Thị Ly kia đến. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, Sở Thiên và Diệp Trần đã đi đến vũ trụ thứ nguyên, bọn họ muốn cướp lại thi thể tiên tổ và sư phụ bọn họ. Đi đến vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên sững sờ, sau đó nói, bây giờ bọn họ đều đi rồi. Thị Ly gật đầu, người đi không? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, cha ta vẫn chưa chết. Người đàn ông áo xanh. Thị Ly lắc đầu cười, người không hứng thú với vũ trụ thứ nguyên, nhưng cũng có thể đến xem thử. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, được. Thị Ly nói ngay, dẫn ta đi cùng. Diệp Huyên ngạc nhiên. Thị Ly chớp chớp mắt, có vấn đề không? Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, không vấn đề gì. Khóe miệng Thị Ly hơi cong lên, đi, dùng truyền tống trận của thư viện các ngươi. Diệp Huyên. Trong thông đạo truyền tống trận, Thị Ly chợt hỏi một câu, Diệp công tử, tần quan cô nương kia là người ngươi thích sao? Nghe vậy, Diệp Huyên hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, sao bỗng nhiên hỏi như vậy? Thị Ly thoáng nhìn Diệp Huyên, chỉ là tò mò. Diệp Huyên cười nói, ta và tần quan cô nương cùng chung chí hướng. Cùng chung chí hướng. Nghe vậy, Thị Ly khẽ nhíu mày lại. Nơi nào đó, Sở Thiên và Diệp Trần chậm rãi tiến lên. Mục tiêu của hai người chính là lối vào của vũ trụ thứ nguyên 9. Trước khi đi, cả Diệp tộc tiến đưa bọn họ. Có thể nói, Diệp Trần và Sở Thiên đều là hy vọng của Diệp tộc có thể đạt được huy hoàng nữa không, vậy phải xem hai người này rồi. Mà sau khi hai người đến vũ trụ thứ nguyên, lại thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì dọc đường đi, không có bất kỳ cao thủ nào của vũ trụ thứ nguyên ngăn cản bọn họ. Bọn họ đi rất thuận lợi đến mức khiến bọn họ cảm thấy không bình thường. Không lâu sau, hai người thông suốt không một trở ngại đi tới lối vào vũ trụ thứ nguyên 9. Mà giờ phút này, không xa trước mặt bọn họ chính là vinh diệu chi địa kia. Trên đường đi, Sở Thiên nói, thuận lợi một cách bất thường. Diệp Trần thoáng nhìn xung quanh, gật đầu, đúng vậy. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một bóng mờ. Hai người dừng lại. Sở Thiên thoáng nhìn bóng mờ kia, lập tức nói ra, ngươi có để bụng việc hai bọn ta đánh một mình ngươi không? Diệp Trần quay đầu nhìn Sở Thiên, rất là kinh ngạc. Diệp Trần thật sự hơi bất ngờ, đương nhiên, cũng có chút xấu hổ. Hai đánh một. Có vẻ loại chuyện này không được tốt cho lắm. Nhưng Sở Thiên lại cảm thấy rất bình thường. Nơi xa, bóng mờ kia lên tiếng, hai đánh một. Ngươi không biết ngượng à? Diệp Trần đang định nói chuyện, Sở Thiên đã nói trước, nếu như ngươi không để bụng, vậy thì không ngượng. Diệp Trần. Bóng mờ kia im lặng chốc lát, sau đó nói, ta để bụng. Lấy một đánh hai. Đương nhiên không dám. Hai vị trước mắt này chính là thiên tài yêu nghiệt nhất của vũ trụ bình hành hiện giờ. Hơn nữa, còn nhận được truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Đế. Hắn ta không dám khinh thường. Nghe thấy lời của bóng mờ, Sở Thiên nhíu mày, sao không mắc bẫy nhỉ? Trước đó Diệp Huyên cũng làm như vậy, chẳng phải đối phương cũng mắc bẫy rồi. Sao đến lượt mình lại mất tác dụng vậy? Lúc này, Diệp Trần nói ra, để ta lên. Sở Thiên gật đầu, được. Diệp Trần. Nơi xa. Bóng mờ kia nhìn Diệp Trần, ra tay đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, ngay sau đó, y bước lên trước một bước, vừa bước lên, trời đất bỗng nhiên xoay tròn, trong giây phút này vô số thời không trực tiếp tàn lụi giống như một đóa hoa khô héo. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt bóng mờ kia lập tức trở nên nghiêm túc. Đây là thủ đoạn đại thần thông. Bóng mờ không dám khinh thường, hắn ta bước lên trước một bước, tay phải khẽ đảo. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ lòng bàn tay tuôn ra. Ầm ầm. Bất thình lình,
một luồng sức mạnh đáng sợ xông thẳng vào giữa đất trời, toàn bộ thời không nơi đây thoáng chốc trở nên méo mó, sau đó dần dần bị chôn vùi. Bùm! Sức mạnh của hai người giống như hai hành tinh va chạm vào nhau, bùng nổ ra gợn sóng sức mạnh kinh khủng, cho dù là thời không của vũ trụ thứ nguyên tám này cũng không chịu nổi, đã bắt đầu tan vỡ. Không chỉ như vậy, trong giây phút này, toàn bộ vũ trụ thứ nguyên tám đều đang rung động dữ dội. Sức mạnh của hai người thật sự quá to lớn. Mà lúc này, Diệp Huyên và Thị Ly cũng đi tới đây, nhìn thấy dao động sức mạnh đáng sợ này, vẻ mặt Thị Ly trở nên vô cùng nghiêm nghị. Diệp Huyên hơi suy nghĩ, kiếm ý nhân gian của hắn lập tức che chắn hai người bọn họ. Thị Ly thoáng nhìn Diệp Huyên, trong lòng rung động. Bởi vì Diệp Huyên chỉ dùng một luồng kiếm ý đã ngăn cản được sức mạnh của Diệp Trần và cao thủ bí ẩn kia. Sở dĩ nàng ta rung động là bởi vì nàng ta phát hiện, tốc độ tăng trưởng thực lực của Diệp Huyên thật sự quá mức kinh khủng. Từ khi quen biết Diệp Huyên đến bây giờ, mới được bao nhiêu thời gian đâu chứ? Mà khi mới quen Diệp Huyên, hắn vô cùng yếu ớt. Thị Ly thầm thở dài, lòng hơi buồn bã. Thật sự không thể so người này với người khác. Nếu không, sẽ khiến người ta tức chết. Nơi xa, Diệp Trần lại bước lên trước một bước, sau đó tay phải đè mạnh xuống dưới. Vừa đè xuống, một luồng sức mạnh bí ẩn đột nhiên bao phủ nơi đây. Ầm ầm. Bóng mờ kia lập tức bị đánh lui ra ngoài mấy vạn dặm. Diệp Trần lại tung thêm một đấm. Rầm rầm. Cú đấm này vừa tung ra, bóng mờ kia trực tiếp lùi ra ngoài tầm mắt. Cùng lúc đó, thời không vô tận nơi này bị xóa bỏ hoàn toàn. Vẻ mặt Diệp Trần bình tĩnh, đổi người nào lợi hại hơn chút đi. Nơi xa, sau khi bóng mờ kia dừng lại, cơ thể trực tiếp vỡ vụn, không chỉ như vậy, linh hồn cũng đang nhanh chóng tan biến. Bóng mờ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, không hổ là người đứng đầu vạn đạo. Nói xong, linh hồn hắn ta hoàn toàn biến mất. Bị xóa sổ rồi. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về nơi xa, vẻ mặt bình tĩnh, đi thôi. Nói xong, y đi về nơi xa. Sở Thiên quay đầu thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, thứ nguyên cảnh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Sở Thiên cũng khẽ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đi về nơi xa. Diệp Huyên và Thị Ly vội vàng đi theo. Không lâu sau, đám người đã đi đến Vinh Diệu Chi Địa. Ở nơi này, bọn họ trông thấy 12 cây cột đá. Diệp Huyên thoáng nhìn những cột đá đó, trên mỗi cột đá đều cố định một người. Thị Ly khẽ nói, chắc hẳn những người này đều là đại đế đã từng chinh chiến vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, trong lòng lại hơi xúc động. Hắn không tận mắt nhìn thấy những chuyện kia, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được, năm đó những người này hăng hái khí phách bực nào. Đều là con cưng của trời của một thời đại. Lúc này... Sở Thiên chợt đi đến trước một cây cột đá, nhìn ông lão trên cột đá, một lát sau, hắn ta cúi thấp người hành lễ, sư tôn. Lúc này, nhẫn chứa đồ trên tay hắn ta khẽ rung lên, ngay sau đó, một linh hồn bay ra. Người này chính là Lão Hoang. Cũng từng là một vị đại đế của vũ trụ bình hành. Lão Hoang nhìn thân xác của mình, trong mắt lóe vẻ phức tạp. Ông ta vẫn khá may mắn. Lúc đó ông ta cũng không dốc hết sức, trái lại để cho bản thân một con đường lui, mà chính con đường lui này đã cho ông ta hy vọng sống lại. Lão Hoang bỗng quay người nhìn Diệp Trần ở bên cạnh, Diệp Trần tiểu hữu, có thể giúp một việc, lấy chữ, đạo, của ngươi hủy diệt gông xiềng thánh vương trên thân xác này của ta hay không? Diệp Trần khẽ gật đầu, có thể. Nói xong, y đi đến trước thân xác của Lão Hoang, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Giữa lông mày y đột nhiên xuất hiện một chữ, đạo. Khi chữ, đạo, này xuất hiện, toàn bộ thời không nơi đây bỗng nhiên rung động. Đứng đầu vạn đạo. Diệp Huyên nhìn chữ kia, vẻ mặt nghiêm túc. Chữ này thật sự không tầm thường. Lúc này, tay phải Diệp Trần đột nhiên đè xuống phía trước, vừa đè xuống, thân xác Lão Hoang bỗng nhiên rung động. Tiếp đó, vô số luồng khí màu vàng chậm rãi tràn ra, sau đó dần dần tan biến. Một lát sau, Diệp Trần thu tay phải lại, quay đầu nhìn về phía linh hồn Lão Hoang, được rồi. Lão Hoang ôm quyền, cảm ơn. Diệp Trần cười nói, khách khí rồi. Linh hồn Lão Hoang đột nhiên hóa thành một luồng sáng thăm thẳm chui vào trong thân xác.
Quỳnh. Vừa chui vào thân xác, lão hoang lập tức mở hai mắt ra, trong nháy mắt, một hơi thở đáng sợ từ trong cơ thể ông ta bùng nổ ra ngoài, mà cây cột đá dưới người ông ta cũng trực tiếp hóa thành hư vô. Lão hoang. Thứ nguyên cảnh tầng 9 đỉnh cao. Đương nhiên, thời kỳ đỉnh cao của ông ta là thứ nguyên cảnh tầng 9 đỉnh cao, nhưng bây giờ, linh hồn đã không còn hoàn chỉnh, bởi vậy, mặc dù cảnh giới vẫn là thứ nguyên cảnh tầng 9 nhưng thực lực kém xa trước kia. Sở Thiên bên cạnh mỉm cười, chúc mừng sơ tôn. Lão hoang cười lớn, rất nhiều năm rồi. Cuối cùng ông ta cũng trở lại nơi này, sau đó sống lại. Sống lại. Diệp Trần ở bên cạnh thì chậm rãi bước tới một cột đá khác, trên cột đá là một người đàn ông trung niên. Người này chính là Diệp Đế. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Đế kia, mặc dù hắn không sử dụng truyền thừa của Diệp Đế, nhưng truyền thừa của đối phương lại ở trong tay hắn, hắn nhận phần tình cảm này. Diệp Đế đã từng là thiên kiêu một thời, mà bây giờ, chỉ còn thân xác. Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Sau khi bước lên con đường tu luyện này, thật sự không có đường lui, chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở nên vô địch, mới không bị người ta giết chết, giống như Thanh Nhi vậy. Mình không thể làm một tên lưu manh đầu đường xó chợ nữa rồi. Vẫn phải nghĩ hết mọi cách trở thành vô địch giống như Thanh Nhi mới được. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên chia tay phải ra, sau đó khẽ đè xuống, chữ, đạo, ở giữa lông mày y lại xuất hiện lần nữa, mà khi chữ, đạo, này xuất hiện, một luồng sức mạnh bí ẩn từ trong lòng bàn tay y tuôn ra. Thoáng chốc, rất nhiều luồng sáng màu vàng từ trong cơ thể Diệp Đế tuôn ra, sau đó dần dần tan biến. Một lát sau, thân xác Diệp Đế rơi xuống. Diệp Trần vội vàng đón lấy thân xác của Diệp Đế, y nhìn Diệp Đế trong ngực, khẽ nói, tiên tổ, ta mang ngươi về tộc. Nói xong, y ôm thi thể Diệp Đế quay người rời đi. Giờ phút này, y chỉ muốn mang thi thể Diệp Đế trở về Diệp tộc. Mà đúng lúc này, một hơi thở kinh khủng từ chân trời xa xôi cuốn tới. Diệp Huyên nheo mắt lại, hắn nhìn về phía chân trời xa xôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Thánh Vương. Người tới chắc chắn là một vị Thánh Vương. Mà giờ phút này, sắc mặt lão hoang kia cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị, là một vị Thánh Vương. Mà kèm theo vị Thánh Vương này xuất hiện, xung quanh bỗng xuất hiện vô số hơi thở bí ẩn. Những người này đều là cao thủ đỉnh cấp của vũ trụ thứ nguyên. Trước đó bọn họ mặc kệ hai người Diệp Trần là bởi vì đang đợi Thánh Vương Điện, mà bây giờ, Thánh Vương của Thánh Vương Điện xuất hiện rồi, đương nhiên bọn họ cũng xuất hiện theo. Ngay lập tức, mấy người Diệp Trần bị bao vây. Diệp Trần thu thi thể Diệp Đế vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó quay người nhìn về nơi xa, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Người này mặc trường bào màu vàng, trên người cũng tỏa ra vô số ánh vàng. Mà nơi này, những cao thủ của vũ trụ thứ nguyên đều hành lễ, tham kiến Tu Thánh Vương. Tu Thánh Vương. Tu Thánh Vương là gấp gáp trở về trước thời hạn, bởi vì bọn họ biết người của vũ trụ bình hành đến vũ trụ thứ nguyên rồi. Đương nhiên Thánh Vương Điện sẽ không để Diệp Trần và Sở Thiên mang thi thể Diệp Đế và Lão Hoang rời đi, nếu để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy, thể diện của vũ trụ thứ nguyên bọn họ biết để nơi nào. Thể diện của Thánh Vương Điện biết để nơi nào. Tu Thánh Vương thoáng nhìn Lão Hoang bên cạnh, khóe miệng lộ vẻ châm chọc, cho dù sống lại thì có ý nghĩa gì. Còn không phải giống như con sâu cái kiến thôi sao. Nghe vậy, sắc mặt Lão Hoang bỗng nhiên tái nhợt, nhưng mà, ông ta cũng không có cách nào. Ông ta ở thời kỳ đỉnh phong còn không đánh lại một vị Thánh Vương, huống chi là bây giờ. Mà đúng lúc này, Sở Thiên chợt đứng dậy, hắn ta nhìn thẳng vào Tu Thánh Vương, ta khiêu chiến ngươi. Rất rõ ràng, đây là chút giận thay thầy. Tu Thánh Vương thoáng nhìn Sở Thiên, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng khiêu chiến với bản vương. Nói xong, ông ta phất ống tay áo. Uinh uinh. Một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ nơi này. Đồng tử Sở Thiên bỗng nhiên co rụt lại, hắn ta xông lên phía trước, sau đó tung ra một cú đấm. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ vang dội, Sở Thiên bị đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên sầm lại. Mẹ nó. Thánh Vương này có vẻ lợi hại. Hình như mình đánh không lại. Bây giờ có nên chuồn đi không nhỉ? Mà đúng lúc này,
Tu Thánh Vương kia bất chợt nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên nói, ngươi chính là Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên gật đầu, ta là Diệp Huyên. Ánh mắt Tu Thánh Vương lạnh lẽo, ngươi là ai, ta không có bất kỳ hứng thú gì. Gọi người đi, gọi muội muội kia của ngươi đi ra. Nghe vậy, cả người Diệp Huyên thả lỏng, hắn hơi do dự, sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ. Tu Thánh Vương nhìn Diệp Huyên, ta muốn đánh chết muội muội ngươi ở ngay trước mắt ngươi. Sau đó lại đánh chết ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, hay là ngươi đánh với ta đi. Thật đấy, ta không muốn luôn bị người khác gọi là Kháo Sơn Vương, ta không muốn bị người khác nói là hở ra cái là gọi muội muội, thật đấy, ta rất muốn dựa vào chính mình, ngươi đánh với ta đi. Tu Thánh Vương nheo mắt lại, bảo ngươi gọi thì ngươi gọi, đâu ra lắm lời như vậy. Diệp Huyên im lặng, thật ra, người đời đều hiểu nhầm ta rồi. Không phải ta muốn làm Kháo Sơn Vương, mà là bị ép làm Kháo Sơn Vương, ta là bị ép buộc đó. Bất đắc dĩ của ta, ai có thể hiểu được. Gọi muội muội. Diệp Huyên rất bất đắc dĩ. Hắn thật sự có chút bất đắc dĩ, hắn nhớ lần cuối cùng có người yêu cầu hắn như vậy chính là Thiên Diệp đã chết từ rất lâu, hiện giờ cỏ trên mộ y hẳn là đã mọc cao mấy trượng rồi. Đương nhiên, thực ra hắn cũng hiểu mà. Thánh Vương. Những Thánh Vương này đều là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, vô địch lâu rồi. Nhưng, trong thiên địa này, thật sự dám nhận vô địch hơn nữa sống rất tốt chỉ có một mình đại ca. Nghĩ đến đại ca, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu cười, hắn thật sự có hơi nhớ đại ca thật thà ngốc nghếch rồi. Đúng lúc này, Tu Thánh Vương kia đã hơi mất kiên nhẫn, người có gọi hay không? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, gọi. Ta sẽ gọi ngay lập tức. Nói xong, hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, nhà đầu. Xuất hiện đi. Không có đáp lại. Diệp Huyên ngây người, lại vội vàng nói, nhà đầu, muội có thể nghe thấy ta nói đúng không? Vẫn không có đáp lại. Diệp Huyên biểu cứng đờ. Một bên, Tu Thánh Vương nhíu mày, người đang làm cái gì vậy? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, có lẽ muội ấy hơi bận. Mọi người. Tu Thánh Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đang trêu đùa ta đấy à? Diệp Huyên đang muốn nói, lúc này, thời không bên cạnh Diệp Huyên nứt ra, Thanh Khâu từ từ bước ra. Tu Thánh Vương nhìn thấy Thanh Khâu, hai mắt híp lại, sâu trong đôi mắt hiện lên sát ý. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười, không đến muộn chứ. Diệp Huyên cười nói, ông ta tìm muội. Nói xong, tay hắn chỉ vào Tu Thánh Vương ở một bên. Thanh Khâu xoay người nhìn về phía Tu Thánh Vương, thư viện rất bận, ta sẽ không lãng phí thời gian với ngươi nữa. Nói xong, nàng ấy đột nhiên bước một bước lên phía trước. Một bước là một kiếm. Thiên địa nhất kiếm. Một kiếm này xuất hiện, đồng tử mắt Tu Thánh Vương chợt co rụt lại, giờ phút này, ông ta đã cảm nhận thấy cái chết. Cái chết thật sự. Trong nháy mắt này, sâu trong nội tâm ông ta dâng lên một ý nghĩ, không thể phản kháng, bản thân chắc chắn sẽ chết. Khi nhận ra ý nghĩ này, Tu Thánh Vương lập tức giận tím mặt, ông ta nắm chặt tay phải, sau đó đấm một quyền ra, một đấm này xuất ra, vô số ánh sáng vàng thổi quét ra từ trong nắm đấm. Một nắm đấm dốc hết toàn lực. Giờ phút này, Tu Thánh Vương còn chói mắt hơn mặt trời chói chang kia. Suy. Tất cả mọi người nghe thấy một tiếng xé rách, ngay sau đó, vô số ánh sáng vàng tán loạn, nơi đây khôi phục bình thường. Điểm duy nhất không giống trước là giữa trán Tu Thánh Vương có cắm một thanh kiếm. Kết thúc rồi. Mọi người đã ngây người tại chỗ. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ca, ta bận, đi trước đây. Nói xong, nàng ấy xoay người biến mất khỏi đây. Mọi người. Giờ phút này nơi đây yên tĩnh giống như đông cứng lại. Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi một màn trước mắt. Một vị Thánh Vương, vậy mà cứ như vậy bị giết trong nháy mắt rồi. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Xa xa, Lão Hoang nhìn Tu Thánh Vương bị kiếm đâm kia, đầu óc trống rỗng. Ông ta rất rõ một vị Thánh Vương khủng bố đến mức nào, bởi vì ông ta đã từng giao đấu với Thánh Vương. Mà qua nhiều năm như vậy, thực lực của Thánh Vương chắc chắn là càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, đối phương lại bị giết trong nháy mắt.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông ta đều cho rằng bản thân là đang nằm mơ. Thật sự quá vô lý. Mà giờ phút này, Tu Thánh Vương đã hoàn toàn sững sờ. Bị giết trong nháy mắt. Ông ta thật không ngờ, ông ta thật sự bị một kiếm giết trong nháy mắt. Giờ phút này, đầu óc ông ta hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, không phải đã nói với ngươi, là đánh với ta rồi sao? Ngươi cứ muốn ta gọi muội muội. Hay. Tu Thánh Vương nhìn về phía Diệp Huyên, giống như đã mất hồn, ta không biết nàng ta mạnh như vậy. Diệp Huyên cười nói, muội ấy còn không phải mạnh nhất đâu. Hả? Tu Thánh Vương nhìn Diệp Huyên, không phải mạnh nhất. Diệp Huyên gật đầu, còn một muội muội, càng mạnh hơn. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thực ra, ta có mấy muội muội, không chỉ như thế, ta còn có cha và đại ca, ta nói cho ngươi, bọn họ đều thật sự vô địch. Nói xong, hắn lắc đầu cười, thực ra ta rất muốn dựa vào chính mình, nhưng biết làm sao, người nhà quá mạnh, có quá nhiều chỗ dựa vững chắc, ta thật sự rất bất đắc dĩ. Mọi người. Tu Thánh Vương bỗng nhiên từ từ ngẩng đầu, ông ta nhìn thấy phía chân trời, rất lâu sau đó, ông ta nhẹ giọng nói, Vô Biên chủ nói không sai. Thế giới rất lớn, chúng ta đều rất nhỏ bé. Vẫn là ông ta biết rụt đầu. Vô Biên chủ, chấm hỏi. Diệp Huyên nhìn liếc qua nhẫn chứa đồ màu vàng trên tay Tu Thánh Vương, sau đó nói, ngươi có thể yên tâm đi rồi. Hắn ghét nhất là kiểu sắp chết lại không chết nhanh một chút. Đều đã chết rồi. Còn nói chuyện cái quái gì? Ảnh hưởng hắn phát tài. Tu Thánh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó thân thể hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên vội mở lòng bàn tay ra, nhẫn chứa đồ kia lập tức bay đến trong tay hắn, vừa nhìn đã thật đáng kinh ngạc, trong nhẫn chứa đồ, thế nhưng có đến hơn triệu thứ nguyên thánh tinh. Diệp Huyên nhất thời vô cùng kích động. Mẹ nó! Mấy thánh vương này thật lắm tiền. Thật quá khó tin. Ngoài thứ nguyên thánh tinh ra, còn có vô số thiên tài địa bảo và thần vật. Tích góp cả đời của một vị thánh vương. Phát tài rồi. Diệp Huyên cực kỳ vui mừng, nếu đưa những thứ này cho Tần Quan, nàng ta khẳng định sẽ rất vui. Nghĩ vậy, Diệp Huyên càng phấn chấn. Giữa sân, đám người lão hoang nhìn nhau. Người này phát tài rồi. Sau khi thu hồi nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên nhìn liếc qua mọi người ở đây, sau đó cười nói, chư vị, ta phải về rồi. Các ngươi thì sao? Một bên, Diệp Trần do dự một chút, sau đó nói, ta cũng trở về tộc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Diệp Trần huynh, ta trước đây có được truyền thừa của Diệp Đế, xem như nợ Diệp tộc một ân tình, nếu Diệp tộc có gì cần giúp đỡ cứ đến nói với ta một tiếng là được. Nghe vậy, Diệp Trần lập tức mỉm cười, nhất định, y đương nhiên hiểu, Diệp Huyên đang thể hiện thiện chí. Đối với thiện chí của Diệp Huyên, y đương nhiên rất vui vẻ, hiện tại thế lực mà Diệp Huyên đại diện cho khủng bố hơn rất nhiều so với Diệp tộc. Một vị cường giả tuyệt thế có thể giết chết Thánh Vương trong nháy mắt, điều này đáng sợ đến mức nào? Năm đó Cổ Thiên Đế cũng không thể làm được. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Thị Ly, cười nói, chúng ta đi thôi. Thị Ly khẽ gật đầu, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Sau khi hai người rời đi, Sở Thiên và Lão Hoang cũng rời đi theo, trên đường, Sở Thiên hơi do dự, sau đó nói, Lão Sư, người biết cô gái vừa rồi không? Lão Hoang lắc đầu. Sở Thiên trầm giọng nói, nàng ấy, thật mạnh. Lão Hoang trầm lặng một lát, sau đó nói, nàng ấy hẳn là đến từ cấm địa thần hoang trong truyền thuyết. Sở Thiên nhìn về phía Lão Hoang, cấm địa thần hoang. Lão Hoang gật đầu, năm đó ta cũng chỉ được nghe nói qua. Sở Thiên trầm giọng nói, những người ở nơi đó đều rất mạnh. Lão Hoang nói đạo, rất mạnh, cô gái kia có lẽ đến từ cấm địa thần hoang, hơn nữa, nàng ấy có thể là cường giả đỉnh cấp trên thứ nguyên cảnh. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, không ngờ tới, phía sau tên Diệp Huyên kia lại có cường giả mạnh như vậy. Sở Thiên nói, vừa rồi hắn nói. Nữ kiếm tu kia chỉ là một trong những muội muội của hắn, hơn nữa, còn không phải là người mạnh nhất, nói cách khác, còn có người mạnh hơn cả nữ kiếm tu vừa rồi. Lão Hoang trầm lặng một lát, sau đó lắc đầu, không thể nào. Nữ kiếm tu về cơ bản xem như là đỉnh cao của kiếm tu rồi.
tuyệt đối không thể nào có người còn mạnh hơn nàng ấy. Về phần Diệp Huyên, lời hắn nói, 10 phần nghe một là được rồi. Người này rất hoa hòe hoa sói, không thành thật chút nào. Diệp Huyên. Lão Hoang nói, một vị thánh vương ngã xuống, 8 đại thánh vương còn lại nhất định sẽ không chịu để yên. Mấy muội muội của Diệp Huyên sợ là gặp phiền phức lớn rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Sở Thiên, người cũng đừng nhụt chí. Nữ kiếm tu kia có mạnh đến mấy, tương lai tuyệt đối cũng sẽ không thể vượt qua ngươi và Diệp Trần. Sở Thiên có chút khó hiểu, vì sao? Lão Hoang mỉm cười, người phía sau hắn có mạnh, cũng có hạn độ, nhưng là, người phía sau ngươi và Diệp Trần không có hạn độ. Hai người các ngươi có chủ nhân bút đại đạo che chở, con đường tương lai nhất định sẽ xa hơn Diệp Huyên kia. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là các ngươi đều có thiên mệnh thêm vào, cơ bản không thể chết. Nhưng Diệp Huyên lại không giống, tuy người phía sau hắn mạnh, nhưng không có thiên mệnh thêm vào, người có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là hai người các ngươi mới là nhân vật chính trong thiên địa này. Sở Thiên trầm lặng một lát, sau đó nói, theo ta được biết, lúc trước Diệp Huyên cũng là thiên mệnh thêm vào người, nhưng sau lại không biết nguyên nhân gì, số mệnh thiên mệnh của hắn tan hết. Lão Hoang cười nói, hắn bị vứt bỏ rồi. Vứt bỏ. Sở Thiên ngây cả người, sau đó nhìn về phía Lão Hoang, ý của Lão Sư là Diệp Huyên bị chủ nhân bút đại đạo vứt bỏ rồi. Lão Hoang vuốt râu cười, đúng vậy, đương nhiên, đây cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi nhìn Diệp Huyên kia, hoa hòe hoa sói, đánh nhau dựa vào người nhà, tu luyện cần tiền, dựa vào cái gì tần quan phú bà. Nói dễ nghe chút, là vua dựa dẫm, nói khó nghe chút, thật ra chính là một tên ăn bám. Ta đoán... Chủ nhân bút đại đạo chắc chắn là đã nhìn hắn không thuận mắt. Cho nên, đã an bài cho hắn rồi. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, thực ra, hắn cũng rất đáng thương, giống vô biên chủ kia. Sở Thiên trầm giọng nói, đáng thương, vô biên chủ. Lão Hoang cười nói, thực ra, vô biên chủ cũng từng là người thiên mệnh, nhưng sau này cũng đã bị chủ nhân bút đại đạo vứt bỏ. Nói xong, ông ta lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, từ sau khi bị chủ nhân bút đại đạo vứt bỏ, vô biên chủ cơ bản trở thành một người sống tạm bợ, sống đây một chút, kia một chút, kẻ vô tích sự. Vô biên chủ. Lão Hoang tiếp tục nói, kết cục của Diệp Huyên không khác mấy so với y. Ngươi đừng nhìn hắn hiện tại thần khí, qua một thời gian nữa, hắn sẽ bị ngươi và Diệp Trần bỏ lại phía sau, nhưng ta cảm thấy, mặc dù chủ nhân bút đại đạo đã vứt bỏ hắn, nhưng hẳn là sẽ không an bìa hắn chết. Dù sao cũng là người y từng nhìn chúng, cho nên, trong những năm tháng tới, hắn hẳn là sẽ trở nên giống như vô biên chủ, trở thành một người sống tạm bợ, sống trong quá khứ, nơi này sống một chút, nơi kia sống một chút. Nói xong, ông ta lại lắc đầu thở dài, nói ra thì hai người đều đáng thương. Diệp Huyên. Vô biên chủ. Sau khi Diệp Trần trở về Diệp tộc, toàn bộ Diệp tộc đều điên cuồng khi nhìn thấy y mang thi thể của Diệp đế về. Cả tộc điên cuồng. Vô số năm trôi qua. Rốt cuộc con cháu Diệp gia cũng đã mang thi thể Diệp đế trở về. Diệp đế không phải người sáng lập Diệp tộc, nhưng không thể nghi ngờ ông ta là người kinh diễm nhất trong lịch sử Diệp tộc từ trước đến nay, cũng là một vị tộc trưởng ưu tú nhất. Là ông đã đưa Diệp tộc đến một tầng cao mới. Mà từ sau khi thi thể ông bị lưu lại vũ trụ thứ nguyên, mục tiêu của cả Diệp tộc chính là đưa thi thể của ông trở về. Trong từ đường của Diệp tộc, tất cả cường giả Diệp tộc đồng loạt quỳ xuống, bao gồm cả Diệp Trần. Tộc trưởng Diệp tộc nhìn thi thể của Diệp đế ở trước mắt cách đó không xa, run giọng nói, tổ tiên, trở về rồi. Sau một hồi, từ đường tổ của Diệp tộc phía sau núi, tộc trưởng Diệp tộc và Diệp Trần bước đi chậm chậm. Tộc trưởng Diệp tộc nhẹ giọng nói, một kiếm giết một vị thánh vương trong nháy mắt. Cho dù là cổ thượng đế năm đó. Sợ là cũng làm không làm được. Diệp Trần gật đầu, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin. Tộc trưởng Diệp tộc trầm mặc một hồi, sau đó nói, nghe nói vị Diệp công tử kia đã mở thư viện ở cổ hoang. Xem ra đến lúc để mấy người trong tộc chúng ta đi học rồi. Diệp Trần nhìn thoáng qua tộc trưởng Diệp tộc, y biết, Diệp tộc bắt đầu phải lấy lòng Diệp Huyên rồi. Đương nhiên, điều này cũng bình thường. Thế giới này chính là như vậy. Người có tiền, ai cũng sẽ muốn làm bạn với ngươi. Sau khi thị ly về đến tộc, nàng ta lập tức bắt đầu tổ chức cả thị tộc phối hợp thư viện quan huyên.
nàng ta xem như đã hoàn toàn hiểu ra. Thư viện Quan Huyên và Diệp Huyên này chính là một cái đùi lớn. Đùi lớn siêu cấp, nhất định phải ôm chặt. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của nàng ta, thị tộc bắt đầu điên cuồng trợ giúp Thư viện Quan Huyên. Không chỉ như thế, nàng ta còn tự mình chọn ra rất nhiều người ưu tú trong tộc, để bọn họ gia nhập Thư viện Quan Huyên. Nàng ta đã nhìn thấy tương lai của Thư viện Quan Huyên. Cổ hoang trong tương lai, Thư viện Quan Huyên nhất định sẽ trở thành bá chủ siêu cấp. Thư viện Quan Huyên. Sau khi trở về Thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên lập tức đưa nhẫn chứa đồ của Thánh Vương cho Tần Quan. Tần Quan nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ, ngay lập tức ngẩn người, một lát sau, nàng ta xem về phía Diệp Huyên, nhiều như vậy. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Tần Quan hơi do dự, sau đó nói, đều cho ta. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên có chút kinh ngạc, vì sao cái gì? Tần Quan trợn mắt với Diệp Huyên, ta hỏi ngươi vì sao cho ta? Diệp Huyên cười nói, không phải cô nói rồi sao? Ta chủ ngoại, cô chủ nội. Hơn nữa, ta lại không biết buôn bán, số tiền và những thần vật cùng thiên tài địa bảo này đưa cho ngươi sẽ càng ít hơn. Tần Quan suy nghĩ, sau đó gật đầu, cũng đúng. Diệp Huyên nói, dù sao, tiền tài đối ta mà nói, đủ dùng là được rồi. Tần Quan cười nói, được. Nói xong, nàng ta thu hồi nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên cười nói, vậy cô bận việc đi, ta đi tìm Thanh Khâu nói chuyện. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Tần Quan nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, trầm lặng một hồi, sau đó mỉm cười. Nơi nào đó trong thư viện, Diệp Huyên cầm tay Thanh Khâu bước đi chậm rãi. Thanh Khâu cười nói ca, thư viện của chúng ta đã được mở ở vũ trụ thứ nguyên rồi. Chờ chúng ta thu phục cổ hoang và vũ trụ thứ nguyên, khi đó kiếm đạo của huynh nhất định sẽ đạt đến một cao độ trước nay chưa từng có. Bởi vì hai vũ trụ này lớn hơn rất nhiều so với vũ trụ Quan Huyên của chúng ta. Cổ hoang. Diệp Huyên lắc đầu cười, chưa nói vũ trụ thứ nguyên, chỉ riêng một mình cổ hoang đã lớn hơn rất nhiều so với vũ trụ Quan Huyên rồi. Nếu thật sự thu phục cả cổ hoang, vậy kiếm đạo của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, đột nhiên hỏi, nhà đầu, muội có biết Thanh Nhi váy trắng đi đâu rồi không? Váy trắng. Thanh Khâu nhẹ giọng nói, nàng hẳn là đã đến vũ trụ có văn minh cấp bậc cao hơn rồi. Nói xong, nàng ấy nhìn thoáng qua Diệp Huyên, thế giới nơi chủ nhân bút đại đạo ở, thậm chí là cao hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, thế giới của chủ nhân bút đại đạo và của chúng ta không giống nhau sao? Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyên có chút tò mò, khác nhau chỗ nào? Thanh Khâu mỉm cười, nàng ấy mở lòng bàn tay ra, một quyển sách cổ xuất hiện trong tay nàng ấy nhìn sách cổ trong tay, quyển sách cổ này là một quyển sách cổ hiệp nghĩa, thế giới bên trong là do một vị học giả hư cấu đi ra, như vậy, thế giới nơi những sinh mệnh trong đó sống và thế giới của chúng ta giống nhau không? Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, ý của muội là, thế giới của chúng ta. Thanh Khâu đột nhiên đặt hai ngón tay lên miệng Diệp Huyên, lắc đầu. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, huynh nói không sai, nhưng là, so cái này thì càng phức tạp hơn. Diệp Huyên nhíu mày, càng phức tạp. Thanh Khâu cười nói, đúng vậy. Ví dụ như, vị học giả hư cấu ra câu chuyện này, y đắp nặn ra một vũ trụ thế giới hoàn toàn mới, nhưng là, điều mà y cũng không biết chính là, chính y cũng chỉ là một nhân vật trong thế giới mà người khác đắp nặn ra. Nói xong, nàng ấy khẽ lắc đầu, y nghĩ rằng y là người viết sách, lại không biết, y cũng là người bị viết. Diệp Huyên sắc mặt âm trầm, không nói được một lời. Thanh Khâu cười nói, đừng tức giận, cũng không nên tức giận. Đến bây giờ khởi nguồn của sinh mệnh vũ trụ vẫn là một điều bí ẩn. Sở dĩ nàng ấy lựa chọn rời đi, là bởi vì nàng muốn đi tìm ra chân tướng. Diệp Huyên trầm giọng nói, muội ấy sẽ không gặp nguy hiểm chứ. Thanh Khâu cười nói, sẽ không, nàng ấy so với tưởng tượng của huynh còn mạnh hơn nhiều, không đúng, sự lớn mạnh của nàng ấy đã vượt xa vô số phân tầng và phạm vi. Diệp Huyên nhíu mày, vượt xa vô số phân tầng và phạm vi. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm lặng. Thanh Nhi váy trắng rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười khổ. Lúc này,
Thanh Khâu đột nhiên cười nói, muốn vượt qua ba người bọn họ, chỉ có một cách. Diệp Huyên vội vàng hỏi, cách gì? Thanh Khâu nghiêm túc nói, vượt qua bước ngoặt. Vượt qua bước ngoặt. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó đến, đi đường tắt. Thanh Khâu cười nói, xem như vậy. Diệp Huyên lắc đầu cười. Thanh Khâu cười nói, huynh không cần bận tâm những chuyện này nữa. Cứ để ta an bài đi. Diệp Huyên. Thanh Khâu nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó nói, ta đi bận việc đây. Huynh tự đi dạo chơi đi. Nói xong, nàng ấy nhẹ ôm lấy Diệp Huyên, sau đó hóa thành vừa kiếm quang biến mất ở phía cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyên có chút hỗn loạn. Thanh Khâu nha đầu kia là muốn nâng mình lên đến trình độ của chủ nhân ba kiếm đứng đầu sao? Bản thân có nên nằm yên mặc kệ không? Diệp Huyên đột nhiên có chút khó xử. Tự mình cố gắng, hình như quả thật không thoải mái bằng dựa vào người khác. Nghĩ vậy, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười. Lúc này, Tần Quan xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nói thẳng, hiện tại chúng ta đã thành lập gần 100 học viện ở Cổ Hoang, hơn nữa, còn đang xây dựng thêm, trong vòng một tháng, chúng ta hẳn là có thể thành lập mấy nghìn học viện. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta cần tiền. Tiền. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó nói, số tiền lúc trước vẫn chưa đủ sao? Tần Quan lắc đầu, đương nhiên không đủ, bởi vì chúng ta vẫn luôn xây dựng thêm, vẫn mời chào nhân tài, tiêu tốn rất nhiều. Phải biết rằng, không chỉ có vũ trụ song song, ta đã bắt đầu khai trương thư viện và lập ra tiên bảo các ở vũ trụ thứ nguyên, đương nhiên, cũng không phải luôn tiêu phí, một thời gian nữa, một vài hạng mục của ta sẽ có thể thu tiền lời. Nhưng hiện tại, chúng ta thiếu tiền. Nói xong, nàng ta thấp giọng thở dài, tốc độ phát triển của chúng ta quá nhanh. Nhanh đến mức tài chính của ta đã sắp không quay vòng kịp rồi. Diệp Huyên trầm lặng. Lần đầu tiên hắn thấy Tần Quan nói thiếu tiền. Nhưng cũng bình thường thôi, phải biết rằng, từ sau khi vào Cổ Hoang và vũ trụ thứ nguyên, sự phát triển của tiên bảo các và thư viện Quan Huyên quả thật có thể dùng thần tốc để hình dung, điên cuồng mời chào nhân tài, điên cuồng mở thư viện. Nghĩ vậy. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, tốc độ phát triển của chúng ta quá nhanh, có nên dừng lại một chút. Tần Quan lắc đầu, còn chưa tới mức đó. Hơn nữa qua một thời gian nữa các hạng mục đầu tư của ta sẽ có hồi báo, đến lúc đó, chúng ta sẽ không lo cần lo vấn đề tiền nông nữa. Chủ yếu là hiện tại, chúng ta cần kiếm một ít tiền để quay vòng. Diệp Huyên có chút tò mò, làm sao kiếm? Tần Quan chớp chớp mắt, khảo cổ. Khảo cổ. Diệp Huyên ngẩn người. Tần Quan nói, ta dẫn người đi. Nói xong, nàng ta lập tức kéo tay Diệp Huyên, sau đó dưới chân hai người xuất hiện một truyền tống trận rất lớn, trong chớp mắt, hai người biến mất khỏi đây. Trong truyền tống trận, Diệp Huyên có chút tò mò, chúng ta sắp đi đâu? Tần Quan cười nói, người lập tức sẽ biết. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một quyển sách cổ rất dày xuất hiện trong tay nàng ta. Tần Quan đưa sách cổ cho Diệp Huyên, cho ngươi. Diệp Huyên có chút tò mò, đây là. Tần Quan cười nói, ta và đám người Trần Võ đặc biệt nghiên cứu một môn kiếm kỹ cho ngươi, ngươi xem. Diệp Huyên mở sách cổ ra, vừa mở ra, một ánh sáng trắng lập tức biến mất vào giữa hai chân mày hắn. Trong nháy mắt, Diệp Huyên cảm giác vô số tin tức đổ vào trong đầu hắn. Kiếm đạo đại luân hồi. Hấp thụ vết tích luân hồi tồn tại trong trời đất, một kiếm chảm luân hồi. Chỉ một hàng chữ đơn giản. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quang cười nói, ngươi hẳn là biết luân hồi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quang nói, trong trời đất này, tồn tại vô số vết tích luân hồi, cũng chính là sau khi một người luân hồi, sẽ để lại các vết tích trong trời đất, mà loại vết tích này lâu dần sẽ diễn biến thành luân hồi chi lực. Loại luân hồi chi lực này ẩn giấu rất sâu, nhưng vẫn là bị chúng ta phát hiện. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người có biết những luân hồi chi lực này đáng sợ đến mức nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Tần Quan cười nói, sự đáng sợ của những luân hồi chi lực này vượt qua sự dự đoán và tưởng tượng của chúng ta. Có thể nói như này, những luân hồi chi lực này đều có lực khắc chế chí mạng đối với tất cả sinh linh. Bởi vì phàm là sinh linh. Át trải qua luân hồi. Nói cách khác,
trừ phi ngươi gặp phải cường giả tuyệt thế có thể chém đứt kiếp trước kiếp này, nếu không, kiếm của ngươi, khắc chế hết thảy trên thế gian, hoặc là nói, hết thảy sinh linh trên thế gian đều khó có thể ngăn cản kiếm đạo đại luân hồi này của ngươi. Nói đến đây, nàng ta mỉm cười, lại nói, cho tới bây giờ, chỉ có vài người có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này tương lai, ngoài ba người bọn họ ra, còn hai người, một trong số đó là Thanh Khâu, người còn lại là Vô Biên Chủ. Diệp Huyên. Tần Quan lại nói, đương nhiên, nếu ngươi muốn tự mình lĩnh ngộ, cũng được thôi, dù sao, ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Với thiên phú và ngộ tính của ngươi, muốn tự mình lĩnh ngộ. Tần Quan lại nói, đương nhiên, nếu ngươi muốn tự mình lĩnh ngộ, cũng được thôi, dù sao, ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Với thiên phú và ngộ tính của ngươi, muốn tự mình lĩnh ngộ. Diệp Huyên đột nhiên nói, trực tiếp nói cho ta biết tu luyện như thế nào đi. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Tần Quan. Kiếm đạo đại luân hồi. Không thể không nói, quả thực Diệp Huyên khá kinh ngạc. Kiểm soát tất thảy sinh linh trên thế gian. Nghe đã cảm thấy ngầu rồi. Tần Quan cũng không lãng phí thời gian, nàng ta mở lòng bàn tay, một luồng sáng trắng lập tức xuyên qua trán Diệp Huyên, ngay sau đó, lại có thêm vô số thông tin thâm nhập vào đầu hắn. Cách tu luyện kiếm đạo đại luân hồi. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, gương mặt vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tần Quan nói, người vạn hành tâm pháp luân hồi thì có thể cảm nhận được luân hồi chi lực của đất trời rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn chậm chậm nhắm mắt lại, sử dụng tâm pháp, ngay sau đó, cả người hắn tiến vào trạng thái rất huyền diệu. Không lâu sau, hắn cảm nhận được luân hồi chi lực xung quanh, luân hồi chi lực này giống như không khí tồn tại giữa đất trời vậy, nhưng bọn nó và không khí lại không giống nhau. Bọn nó ẩn giấu ở đất trời này rất kỹ, nếu không phải có đại tâm pháp luân hồi, để hắn tiến vào trạng thái huyền diệu thì hắn cũng không phát hiện ra. Tần Quan lại nói, người có thể hấp thụ luân hồi chi lực này. Sau đó để bọn chúng và kiếm ý nhân gian của ngươi cùng dung hợp. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, có thể sao? Tần Quan gật đầu, chắc chắn có thể. Kiếm ý nhân gian của ngươi là kiếm ý chúng sinh, có thể chứa đựng mọi thứ trên thế gian. Kể cả luân hồi chi lực. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu thử hấp thụ luân hồi chi lực, dần dần, luân hồi chi lực xung quanh đất trời bắt đầu ngưng tụ về phía hắn. Thế nhưng, sau khi luân hồi chi lực đi vào trong cơ thể, vẻ mặt hắn bỗng thay đổi, bởi vì lúc này hắn cảm nhận được vô số hình ảnh thần bí tràn vào não hắn, có quá nhiều, ít nhất cũng đến mấy tỷ lượt hình ảnh, khiến trí não hắn suýt bị hủy hoại. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Diệp Huyên, Tần Quan vội nói, cố nhịn. Những luân hồi chi lực này đều mang theo những ký ức khiếm khuyết của chủ nhân trước của bọn chúng, ngươi nhất định phải cố chịu đựng sự tấn công của những ký ức khiếm khuyết đó. Diệp Huyên gật đầu, cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng. Tần Quan lại nói, sử dụng tâm pháp, mau chóng hấp thụ những luân hồi chi lực này. Diệp Huyên vội vàng làm theo. Thế nhưng, khi hắn hấp thụ luân hồi chi lực càng nhiều thì những ký ức khiếm khuyết kia cũng càng nhiều. Dần dần, tóc Diệp Huyên bắt đầu chuyển bạc trắng. Luân hồi. Hắn không có luân hồi, nhưng hắn hấp thụ những luân hồi chi lực này thì bản thân cũng như đang trải qua luân hồi. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, cố chịu đựng. Kiếm đạo đại luân hồi này đương nhiên không tu luyện thành công dễ dàng như vậy được, bởi vì luân hồi chi lực và sức mạnh khác không giống nhau, không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Người phải có ý chí kiên định mới có thể tu luyện được. Ngoài ra, còn phải có ngoại lực điều hòa, ngoại lực này chính là kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên. Bởi vì kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên có thể chứa đựng mọi thứ. Nàng ta và những người trong võ các khi sáng tạo ra công pháp này là dựa theo điều kiện của Diệp Huyên mà tạo ra, có thể nói, kiếm kỹ này trước mắt chỉ có mỗi Diệp Huyên có thể tu luyện được. Võ các. Tần Quan không nghĩ đến, nàng ta sáng lập võ các này, hiện tại tuy chưa có thành tựu nổi bật, nhưng tương lai. Võ các này sẽ rất đáng gờm. Võ đạo khắp thiên hạ, võ các chiếm một nửa. Thời gian trôi qua từng chút một, lúc này, Diệp Huyên và Tần Quan đã rời khỏi đường truyền tống, mà hắn vẫn đang hấp thụ luân hồi chi lực, hắn bắt đầu để kiếm ý nhân gian của bản thân dung hợp với luân hồi chi lực. Mới đầu hắn vẫn có chút lo lắng, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, luân hồi chi lực không hề bài trừ kiếm ý nhân gian của hắn. Hữu dụng. Thế nhưng,
hắn cũng phải chịu đựng sự dày vò kinh khủng. Vô số ký ức khiếm khuyết kia, khiến thần hồn hắn bị dày vò vô cùng tàn ác. Nếu không phải ý chí hắn kiên cường, cộng thêm còn có tiểu hồn giúp đỡ chấn giữ, nếu không sợ rằng hiện tại hắn cũng biến thành kẻ ngốc rồi. Mặc dù hắn đã kiểm soát, nhưng tóc bạc trên đầu hắn càng lúc càng nhiều. Tần Quan nhìn tóc bạc trên đầu Diệp Huyên càng lúc càng nhiều, khẽ nói, khoa học công nghệ cộng thêm võ đạo, nhất định sẽ được. Khoa học công nghệ dung hợp với võ đạo, đây chính là mục tiêu cả đời của nàng ta. Nàng ta muốn sáng tạo một con đường tu luyện hoàn toàn mới. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, mà lúc này, tóc hắn đã bạc trắng như tuyết. Lúc này, hắn trông già đi rất nhiều. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn vừa suy nghĩ, vô số kiếm ý nhân gian lao ra, mà trong vô số kiếm ý nhân gian kia, còn xen lẫn cả vô số luân hồi chi lực. Cảm nhận được luân hồi chi lực trong kiếm ý nhân gian, vẻ mặt Diệp Huyên cũng dần trở nên nghiêm trọng. Luân hồi chi lực này, quả thực rất đáng sợ. Một kiếm này chém xuống, ai có thể đỡ được. Lúc này, Tần Quan ở bên cạnh bỗng nói, chúc mừng. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, kiếm đạo đại luân hồi này là do cô và người của võ các nghiên cứu ra sao? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, Tần Quan, sao cô lại nghĩ đến luân hồi chi lực này vậy? Tần Quan cười nói, người của ta đang tìm hiểu sức mạnh chưa biết của vũ trụ chưa biết, luân hồi chi lực này, là ta bảo bọn họ nghiên cứu, sở dĩ ta có suy nghĩ này, là bởi vì tháp nhỏ. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, tháp nhỏ. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, có thể ngươi vẫn chưa biết thời gian trong tháp nhỏ và thời gian bên ngoài sẽ đi khác nhau, còn có một nguyên do rất quan trọng khác chính là thời không trong tháp nhỏ có sự thay đổi của luân hồi chi lực. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, muội muội ngươi thật đáng sợ. Vào lúc đó, mà nàng ta đã nắm giữ luân hồi chi lực này rồi, hơn nữa, còn có thể làm nó thay đổi. Đỉnh, Diệp Huyên. Tần Quan lại nói, bây giờ ngươi là thứ nguyên cảnh. Cộng thêm kiếm ý nhân gian và kiếm đạo đại luân hồi của ngươi, có thể nói, cho dù ở vũ trụ thứ nguyên thì cũng có rất ít đối thủ. Diệp Huyên gật đầu, hiện tại người có thể gây được sức ép với hắn, chỉ có cao thủ cấp bậc như Thánh Vương. Lúc này, Tần Quan lại nói, thật ra, lúc trước ta quên nói một chuyện, chính là làm nghiên cứu khoa học, rất tốn tiền. Ta nghiên cứu vũ khí, nghiên cứu võ đạo võ kỹ, đều phải hao tốn tiền của. Ngươi biến kiếm kỹ này của ngươi tiêu tốn bao nhiêu tiền không? Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, bao nhiêu? Tần Quan lắc đầu khẽ cười, rất nhiều, hơn 1 triệu thứ nguyên thánh tinh kia của ngươi, có hơn 80% đã dùng vào chỗ này rồi. Diệp Huyên thấp giọng nói, sao lại nhiều như vậy? Tần Quan nói, để nắm giữ được luân hồi chi lực, chúng ta đã tạo ra một cỗ máy tiếp nhận khổng lồ, máy tiếp nhận này. Không chỉ có thể tiếp nhận một vài tín hiệu và tin tức từ những nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ, mà còn có thể cảm ứng được một vài sức mạnh chưa biết. Mà trong máy tiếp nhận khổng lồ này, có chừng mấy chục tỷ trận pháp, để tạo ra trận pháp này, ta đã điều động gần như là toàn bộ pháp sư đại trận lớn mạnh, ngoài ra, còn có phù chú sư, bởi vì trên mỗi trận pháp, đều cần phải vẽ một vài bùa chú đặc biệt. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, không chỉ là tốn tiền như bình thường đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng đã hiểu. Diệp Huyên thấp giọng nói, vậy bây giờ chúng ta phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Tần Quan cười nói, đúng vậy, đi theo ta. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng đi theo, trên đường, hắn nhìn xung quanh, sau đó nói, tiểu quan, nơi này là. Tần Quan nói, cấm địa thần hoang, nơi này, cứ mỗi 10 vạn năm sẽ xuất hiện một lần, vô cùng thần bí. Theo ta biết, các thánh vương kia hình như đã đợi ở đây mấy chục vạn năm, chính là vì cấm địa thần hoang này. Đến sớm không bằng đúng lúc, chúng ta đến lại vừa đúng lúc. Cấm địa thần hoang. Diệp Huyên nhìn về phía xa, đang định nói thì lúc này, một âm thanh bỗng vang lên bên cạnh, Diệp Huynh. Diệp Huyên và Tần Quan quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, hai người đàn ông chậm rãi bước đến. Người đến chính là Diệp Trần và Sở Thiên. Nhìn thấy hai người, Diệp Huyên có chút kinh ngạc, sao hai người lại đến đây? Diệp Trần cười nói, sau khi cấm địa thần hoang mở ra, đương nhiên là chúng ta cũng muốn đến xem thử, xem có cơ duyên gì không. Diệp Huyên không phải cũng vậy sao?
Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Diệp Trần nói, vậy chúng ta bầu bạn cùng đi đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tần Quan cười nói, đều được. Diệp Trần cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Nhóm người cùng đi về phía xa. Diệp Trần bỗng nói, Diệp Huynh, người đã đạt đến thứ nguyên cảnh rồi. Diệp Huyên gật đầu, vừa đạt đến không bao lâu. Diệp Huynh, Sở Huynh, hai người là cảnh giới gì? Diệp Trần cười nói, ta là thứ nguyên cảnh bát trọng, Sở Huynh cũng vậy. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta so với hai người, cách cả bát trọng. Diệp Trần cười nói, nhiều lúc, cảnh giới chẳng có nghĩa gì cả, sức chiến đấu mới là quan trọng nhất. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói thì lúc này, bầu trời phía xa bỗng xuất hiện hai luồng sáng trắng, sau chúng lập tức rơi xuống trước mặt mấy người Diệp Huyên, luồng sáng trắng rơi xuống, lộ ra là một thanh niên và một cô gái xinh đẹp. Hai người này bỗng xuất hiện khiến mấy người Diệp Huyên cũng sững sờ. Rõ ràng, là họ đều không biết hai người này. Thanh niên nhìn Diệp Trần và Sở Thiên, hai mắt khẽ nheo, thứ nguyên cảnh tầng 8. Diệp Trần nói, huynh đài là. Vẻ mặt thanh niên bình tĩnh, vị lai vực, nhà họ Hàn, Hàn Sinh. Vị lai vực. Diệp Trần ngây người, sau đó nói, Hàn huynh đến từ vị lai vực. Hàn Sinh gật đầu, đúng vậy, vị này bên cạnh ta cũng đến từ vị lai vực, nàng ta tên Tông Tiên, là từ nhà họ Tông. Cô gái tên Tông Tiên nhìn Diệp Trần và Sở Thiên, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Bọn họ đều đến từ vị lai vực, tuy cảnh giới hai người họ đều chỉ là thứ nguyên tầng 6, nhưng, đối mặt với hai người thứ nguyên tầng 8, bọn họ cũng không hề e sợ. Bởi vì bọn họ đến từ vị lai vực. Diệp Trần ôm quyền, cười nói, vinh hạnh. Hàn Sinh nói, các ngươi cũng đến cấm địa thần hoang tìm cơ duyên sao? Diệp Trần cười nói, đúng vậy. Hàn Sinh thấp giọng nói, chẳng lẽ hai vị không biết, cấm địa thần hoang hiện tại không cho phép người ngoài tiến vào sao? Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, không cho phép người ngoài tiến vào. Hàn Sinh gật đầu, đúng vậy. Hiện tại, cấm địa thần hoang đã được vị lai vực chúng ta chỉ định là khu vực cấm, ngoài người của vị lai vực, bất kỳ ai cũng không được bước vào cấm địa thần hoang. Nghe vậy, Diệp Trần bỗng nhíu chặt mày. Vị lai vực này đang muốn độc chiếm cho riêng mình mà. Lúc này, Hàn Sinh bỗng cười nói, hai vị, ta lại có một cách này, đó là hai vị có thể đi vào cùng chúng ta. Diệp Trần ngẩn người, sau đó nói, Hàn Sinh huynh, chúng ta có 4 người. Sao y lại không nhìn ra, hai người Hàn Sinh này từ đầu đã xem thường Diệp Huyên và Tần Quan, y cũng hiểu nguyên do, đó là bởi vì Diệp Huyên chẳng qua chỉ vừa đạt đến thứ nguyên cảnh thôi. Nghe thấy lời Diệp Trần, Hàn Sinh liếc nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, sau đó cười nói, thứ cho ta nói thẳng, hai vị này cảnh giới quá thấp, tiến vào trong, trái lại sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta đi vào đó đã là nguy cơ trùng trùng, không thể dẫn thêm hai người tạo thành gánh nặng. Nói đến đây, hắn ta nhìn Diệp Huyên, ta nói chuyện hơi thẳng, người không để ý chứ. Tần Quan bỗng rút súng ra rồi bóp cò. Ầm ầm. Hàn Sinh kia còn chưa kịp phản ứng thì lập tức bị một luồng sáng trắng đánh bay cả vạn trượng, mà khi hắn ta dừng lại, thân xác trực tiếp bị tiêu diệt, linh hồn gần như biến mất. Vẻ mặt Tần Quan bình tĩnh, nàng ta chu mỏ thổi hạng súng, sau đó nói, ta để ý. Mọi người! Tần Quan ra tay rồi. Tất cả mọi người đều không ngờ, ngay cả Diệp Huyên hắn cũng không ngờ Tần Quan lại đột nhiên ra tay. Còn Diệp Trần và Sở Thiên thì đang vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Tần Quan vừa ra tay là đã trực tiếp diệt luôn Hàn Sinh kia rồi. Mặc dù hiện tại Hàn Sinh vẫn chưa chết hoàn toàn, nhưng như vậy cũng có khác biệt gì. Tông Tiên ở bên cạnh khó tin nhìn Tần Quan, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Ở phía xa, Hàn Sinh kia lại càng mờ mịt. Đã xảy ra chuyện gì? Sao bản thân lại trở nên như vậy? Tần Quan bỗng quay đầu nhìn Tông Tiên kia. Tông Tiên vội nói, ta và hắn ta chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, không thân thiết gì cả. Tần Quan quay đầu nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người đi về phía xa, mà lúc này, Hàn Sinh ở phía xa bỗng hung hăng nói, ta đến từ vị lai vực, ngươi. Tần Quan chẳng buồn nhìn hắn ta, trực tiếp nâng tay phải bắn một phát. Âm thanh của Tông Tiên bỗng dừng lại, biến mất hoàn toàn. Mọi người.
vị lai vực. Tần quan không đếm xỉa, còn ta đến từ hệ ngân hà đây này. Ta có kiêu ngạo sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn tần quan lắc đầu, ghét nhất là mấy người tự cho mình là kẻ thượng đẳng như vậy. Có cái gì hay ho chứ? Nói rồi, nàng ta kéo tay Diệp Huyên đi về phía xa. Diệp Trần và Sở Thiên nhìn nhau, Sở Thiên trầm giọng nói, tần cô nương này thật lợi hại. Diệp Trần gật đầu. Đối với tần quan, đương nhiên bọn họ cũng biết đôi chút, tần quan chính là người đánh bại thiên tài đệ nhất vũ trụ thứ nguyên, Lục Chiêu Tịch. Chỉ là bọn họ không ngờ, tần quan đánh nhây cũng là dùng phương thức như vậy. Không lâu sau, một ông lão áo đen bỗng ngăn cản trước mặt Diệp Huyên và tần quan. Ông lão áo đen nhìn mấy người tần quan, ta chỉ nói một lần. Nơi này bây giờ đã do khi vị lai vực quản lý, người ngoài không được tiến vào. Tần quan nâng tay bắn một phát, ầm ầm, một luồng sáng trắng phóng ra từ trong sân với tốc độ vô cùng kinh khủng. Ông lão áo đen kia còn chưa kịp phản ứng thì đã lập tức bị đánh trúng, ầm ầm. Ông lão áo đen lập tức biến thành hư vô. Tần quan lạnh nhạt nói, người đúng là chỉ có thể nói một lần. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, nhẫn chứa đồ của ông lão áo đen bay vào trong tay nàng ta. Nàng ta nhìn nhẫn chứa đồ, khẽ nhíu mày, có phần ghét bỏ, chỉ có mấy vạn thứ nguyên thánh tinh, đỗ nghèo khỉ. Bà nó, dùng cái súng này bắn đúng là lỗ vốn. Diệp Huyên. Mà ngay lúc này, thời không phía xa đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, mười mấy luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng ùa đến. Diệp Huyên nhíu mày. Vẻ mặt Diệp Trần và Sở Thiên cũng u ám. Rõ ràng, nơi này đã được các cao thủ vị lai vực tiếp quản. Ngay sau đó, sáu cao thủ đỉnh cấp đã xuất hiện trước mặt nhóm người Diệp Huyên. Kẻ đứng đầu là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo bào trắng hoa lệ, tay cầm một thanh trường thương. Mà ông ta cũng là thứ nguyên cảnh tầng 8. Khi nhìn thấy Diệp Trần và Sở Thiên, người đàn ông trung niên lập tức nheo mắt, tầng 8. Diệp Trần liếc nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì. Người đàn ông trung niên bỗng nhìn sang tần quan, tại sao muốn giết người của vị lai vực ta? Tần quan cười nói, chúng ta muốn tiến vào thần hoang, hắn ta lại không cho. Người đàn ông trung niên nhìn tần quan chằm chằm, cấm địa thần hoang hiện tại đã được vị lai vực ta tiếp quản, người ngoài không được bước chân vào. Tần quan đưa tay bắn một phát. Ầm. Luồng sáng trắng lao qua, thời không vụn vỡ. Nhìn thấy tần quan bỗng nổ súng, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, cơ thể phản ứng rất nhanh, lập tức cầm thương đâm mạnh về trước, một luồng sức mạnh đáng sợ phóng ra từ mũi thương. Ầm ầm. Luồng sáng trắng vỡ vụn, người đàn ông trung niên lập tức bị đánh bay cả mấy trăm trượng, mà khi ông ta vừa dừng lại thì một luồng sáng trắng lại vụt đến. Người đàn ông trung niên sợ hãi trong lòng, đang định ra tay tiếp, thế nhưng lúc này lại sợ hãi phát hiện ra rằng trường thương của mình đã không còn. Luồng sáng trắng vừa nãy đã trực tiếp phá tan trường thương của ông ta. Người đàn ông trung niên sợ hãi tuyệt vọng trong lòng, lập tức dùng tay làm thương, điểm tay. Ầm ầm. Trong tầm mắt của mọi người, người đàn ông trung niên lập tức bị tiêu diệt, biến mất hoàn toàn. Diệt gọn cao thủ tầng 8. Sở Thiên và Diệp Trần ở bên cạnh nhìn mà chấn động không thôi. Bọn họ bỗng phát hiện, tần quan này không phải đáng sợ một cách bình thường. Cao thủ bát trọng này nói miểu sát là miểu sát rồi. Lúc này, tần quan bỗng mở lòng bàn tay, nhẫn chứa đồ của người đàn ông trung niên bay vào trong tay nàng ta liếc nhìn rồi lập tức nhíu mày, lại lỗ rồi. Tức chết ta mất. Diệp Huyên kéo góc áo tần quan, sau đó nói, cô bắn một súng thì tốn bao nhiêu thứ nguyên thánh tinh. Tần quan cũng bất đắc dĩ, khoảng chừng 10 vạn. Nói rồi, nàng ta cầm nhẫn chứa đồ trong tay đưa cho Diệp Huyên, ngươi xem. Diệp Huyên liếc nhìn, trong nhẫn chứa đồ, chỉ có chưa đến 5 vạn thứ nguyên thánh tinh. Lỗ một nửa. Diệp Huyên có chút xót lòng, lần tới cô đừng bắn súng nữa. Để ta đánh. Tần quan ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được, bây giờ chúng ta thực sự phải tiết kiệm chút. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hiện tại cho dù là thư viện Quan Huyên hay là Tiên Bảo Các, thì đều cần rất rất nhiều tiền, ngoài ra, tần quan còn có đủ các loại nghiên cứu. Không thể không nói, hiện tại hai người đều cảm thấy có hơi nghèo rồi. Lúc này,
Diệp Huyên quay đầu nhìn các cao thủ vị lai vực, thấy Diệp Huyên nhìn sang, sắc mặt các cao thủ vị lai vực kia lập tức thay đổi, quay người bỏ trốn. Sợ rồi. Tận mắt nhìn thấy Tần Quan giết một cao thủ tầng 8, đương nhiên bọn họ sợ rồi. Hơn nữa, bên cạnh Diệp Huyên và Tần Quan còn có hai cao thủ tầng 8. Diệp Huyên cũng không đuổi theo, hắn quay đầu nhìn Diệp Trần và Sở Thiên, sau đó cười nói, Diệp Huynh, Sở Huynh, tiếp theo có thể chúng ta phải giao chiến với vị lai vực, mọi người. Diệp Trần cười nói, vậy thì sao chứ? Sở Thiên cũng nói, ta không sao cả. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục đi vào thôi. Diệp Trần và Sở Thiên gật đầu. Diệp Trần nhìn Tần Quan cô nương, vũ khí vừa nãy của cô là. Tần Quan cười nói, do ta tự tạo ra. Diệp Trần có chút kinh ngạc, Tần Quan cô nương còn là nhà khoa học à? Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Trần còn đang muốn hỏi gì đó, Tần Quan bỗng nói tiếp, bọn họ đến rồi. Vừa dứt lời, bầu trời phía xa đột nhiên nứt ra, sau đó, một luồng hơi thở đáng sợ bỗng tràn xuống. Trực giác cảm nhận được luồng hơi thở kinh người, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Luồng hơi thở này so với người đàn ông trung niên lúc trước mạnh hơn không chỉ 10 lần. Tầng 9. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt nhóm người Tần Quan, sau khi ông lão xuất hiện, ánh mắt ông ta lập tức dừng trên người Diệp Trần và Sở Thiên. Diệp Trần và Sở Thiên cũng chẳng nói gì. Ông lão nhìn hai người sau đó nhíu mày, tầng 8. Cao thủ tầng 9 có thể coi là đã rất đáng sợ rồi. Phải biết rằng, mấy vị thánh vương của vũ trụ thứ nguyên cũng chỉ mới là tầng 10 là đỉnh cao thôi. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, các ngươi đến từ vũ trụ bình hành. Diệp Trần gật đầu, đúng. Ông lão nói, ngươi là đời sau của Diệp Đế. Diệp Trần chợt ngây người, sau đó nói, ngươi biết Diệp Tiên Tổ. Ông lão gật đầu, năm đó Diệp Đế từng đến vị lai vực. Không ngờ, nghìn năm sau lại gặp được hậu nhân của hắn tại nơi này. Nói rồi, ông ta liếc nhìn Diệp Trần, vẻ mặt phức tạp, người so với tiên tổ ngươi thì không thua kém chút nào. Nhà họ Diệp, đúng thật là may mắn. Diệp Trần nhẹ giọng nói, ta lại không ngờ rằng, tiên tổ lại từng đến vị lai vực. Đối với vị lai vực, ta cũng chỉ từng nghe nói qua mà thôi. Ông lão nói, nếu đã là hậu nhân của Diệp Đế, vậy phần mặt mũi này, có thế nào cũng phải nể đôi chút. Hai người các ngươi có thể tiến vào cấm địa thần hoang. Diệp Trần thấp giọng nói, tiền bối, chúng ta còn có hai vị bằng hữu. Ông lão bỗng nâng tay phải, người trẻ tuổi, ngươi nên biết, nàng ta đã giết chết người của vị lai vực ta. Chuyện này, chúng ta sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, Diệp Trần nhíu chặt mày, tiền bối, chuyện này. Ông lão bỗng cắt lời Diệp Trần, nếu không vào, vậy ngươi cứ rời đi đi. Nể mặt tiên tổ ngươi, ta sẽ không làm khó ngươi. Rời đi. Vẻ mặt Diệp Trần bỗng khôi phục lại bình tĩnh, vậy tiền bối có thể không cần nể mặt tiên tổ ta nữa. So với vị lai vực, đương nhiên hắn càng coi trọng Diệp Huyên và Tần Quan. Một vị thánh vương là cao thủ cấp bậc gì? Đó là cao thủ tầng 10 đỉnh cao, mà kết quả thế nào? Chẳng phải đã bị Thanh Khâu cô nương giết luôn rồi sao? Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là sau khi qua lại với Diệp Huyên, y cảm thấy Diệp Huyên là một người có thể kết bạn. Nếu không, dù bối cảnh ngươi có mạnh thì có liên quan gì đến ta chứ? Diệp Trần cũng là một người kiêu ngạo. Nghe thấy lời Diệp Trần, ông lão khẽ nheo mắt, người trẻ tuổi, tuy ngươi không thua kém với tiên tổ ngươi, nhưng, hiện tại ngươi vẫn không thể so sánh với tiên tổ ngươi được. Ngươi đừng tự phụ. Diệp Trần cười nói, chuyện này không nhọc lòng tiền bối. Diệp Huyên nhìn Diệp Trần, khẽ cười, không nói gì. Ông lão nhìn Diệp Trần chăm chú. Sau đó quay đầu nhìn Tần Quan, nếu bốn người các ngươi đã muốn cùng tiến vào, vậy thì ra tay đi. Tần Quan lắc đầu, ba người bọn họ đánh một mình ngươi là được. Ta sợ lỗ, nói xong, nàng ta lùi sang một bên. Diệp Huyên cười nói, ông lão, ngươi thật sự muốn một đánh ba sao? Vẻ mặt ông lão bình tĩnh, thế nào, ngươi cảm thấy ta không có thực lực vậy sao? Diệp Huyên khẽ cười. Sau đó quay người nhìn Diệp Trần và Sở Thiên ở bên cạnh, cùng lên. Giọng điệu chắc chắn, chứ không phải dò hỏi. Diệp Trần vẫn có chút chần chừ, bởi vì y cảm thấy như vậy không tốt lắm, thế nhưng,
Sở Thiên ở bên cạnh đã trực tiếp lao lên rồi. Diệp Trần. Sau khi thấy Sở Thiên ra tay, Diệp Trần cũng không nghĩ ngợi gì võ đức hay không võ đức nữa, dù sao cũng là do đối phương yêu cầu. Còn có thể trách ai chứ? Diệp Trần cũng lao lên theo. Ngay khi Diệp Trần và Sở Thiên ra tay, vẻ mặt ông lão lập tức thay đổi. Ông ta biết mình sơ ý rồi. Cảnh giới hai người này tuy thấp hơn ông ta, nhưng hơi thở hai người này mạnh hơn ông ta không chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm. Thoáng chốc, ông lão lập tức bị khí thế khủng khiếp của hai người họ trấn áp tại chỗ. Mà lúc này, một luồng kiếm quang bỗng lóe lên trong sân. Bù. Một thanh kiếm xuyên qua giữa trán ông lão. Diệp Huyên ra tay rồi. Ông lão ngây ngốc tại chỗ. Sở Thiên nhìn ông lão, sau đó nói, yếu như vậy mà còn ra vẻ, người nghĩ cái gì vậy? Nói xong, hắn ta lập tức lấy nhẫn chứa đồ của ông lão, trong nhẫn có mấy vạn thứ nguyên thánh tinh. Thấy vậy, Sở Thiên lập tức phấn khích không thôi, mẹ nó, nhiều thứ nguyên thánh tinh như vậy, giàu rồi. Giàu rồi. Tần Quan ở bên cạnh liếc nhìn Sở Thiên, sau đó nhìn Diệp Huyên, mấy vạn thôi, thế là rất nhiều sao. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đứa nhỏ này quá nghèo rồi. Sở Thiên. Thứ nguyên thánh tinh. Sở Thiên đương nhiên phấn khích vì trước giờ thứ hắn ta dùng đều là tinh vương. Loại thứ nguyên thánh tinh kia hắn ta chỉ nghe chứ chưa thấy bao giờ. Mà nay lại bỗng dưng có mấy vạn miếng thứ nguyên thánh tinh thì hỏi sao hắn ta không vui cho được. Sở Thiên như nhớ ra gì đó ngó Diệp Huyên và Tần Quan, sau đó cực kỳ đau lòng lấy ra hai vạn miếng thứ nguyên thánh tinh đưa cho hai người. Diệp Huyên thấy vẻ mặt đau mình của Sở Thiên thì lắc đầu cười cũng không có từ chối. Cao thủ vị lai vực kia là bị ba người họ giết nên đương nhiên cũng phải chia cho hắn một phần. Sở Thiên cảm thán, hóa ra cách làm giàu nhanh nhất chính là đi cướp. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Sở Huynh nói vậy là sai rồi. Sở Thiên và Diệp Trần đều nhìn về phía Diệp Huyên nghiêm túc nói, chúng ta không phải cướp mà là tự vệ. Cấm địa thần hoang kia xuất hiện thì đều thuộc sở hữu của tất cả các tu sĩ. Vị lai vực lại ngang ngược, muốn chiếm làm của riêng. Chẳng những vậy, họ còn định giết chúng ta. Hành động đó đúng là phát rồ, đất trời cũng không chứa nổi. Thế nên, chúng ta chỉ là đang tự vệ, là đang trừng trị cái ác dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Sở Thiên câm nín một lúc mới nói, huynh vừa nói vậy, cái cảm giác tội lỗi trong lòng tôi hình như cũng biến mất. Diệp Trần cũng lập tức cảm thấy dễ chịu. Cướp? Không phải. Đám người bọn họ chỉ là đang trừng trị cái ác dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Diệp Huyên lại nói, nếu ta đoán không sai thì chắc vị lai vực sẽ nhanh chóng tìm đến chúng ta thôi. Hắn nói xong liếc hai người, nếu họ đến nữa, chúng ta cũng không cần nói nhiều với họ. Bởi vì những người ở đây đều cảm thấy chính mình cao hơn người khác một bậc. Thế nên, chỉ cần họ vừa xuất hiện thì phải lập tức ra tay ngay. Hai người lên trước, ta đánh lén, tranh thủ một kích diệt sạch. Diệp Trần trần chờ một lát rồi hỏi, Diệp Huynh, nếu cứ giết tiếp vậy, có phải chúng ta sẽ khiến cho vũ trụ bình hành và vị lai vực xảy ra chiến tranh không? Sở Thiên cũng gật đầu, hơi lo lắng nói, cứ giết tiếp thì mâu thuẫn cũng sẽ nghiêm trọng thêm. Đến lúc đó, hai vũ trụ sẽ xảy ra chiến tranh, chúng ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, vậy lát nữa hai người nói chuyện với họ một chút nhé. Diệp Trần gật đầu, ta nói cho. Diệp Huyên đang định nói gì thì bỗng dưng thời không đằng xa bỗng chấn động. Đến rồi. Chẳng mấy chốc, đã có hơn 10 luồng khí thế mạnh mẽ ập đến, thời không ở đây lập tức sôi lên sùng dục. Lúc này, một ông lão dẫn đầu xuất hiện trước mặt đám Diệp Huyên. Đằng sau còn có hơn 10 vạn cao thủ. Trong đó có mười mấy người lại là thứ nguyên cảnh. Sau khi ông ta xuất hiện bèn liếc đám Diệp Trần gần giọng nói, vũ trụ bình hành. Diệp Trần bước lên một bước, chắp tay đang định mở miệng thì ông lão bỗng liếc xéo y, ta có cho ngươi nói chuyện hả? Ông ta vừa nói xong đã vung tay lên. Ầm. Một sức mạnh khủng bố lập tức quét ngang hiện trường, ập thẳng về phía Diệp Trần. Diệp Trần thấy vậy lập tức lạnh mặt, dứt khoát đấm ra một quyền. Đùng. Một quyền này trực tiếp đấm nát sức mạnh của ông lão kia. Ông lão kia thấy thế thì trong mắt chợt toát ra vẻ kinh ngạc ngươi. Diệp Trần nhìn chằm chằm ông lão hỏi, không nói chuyện hả?
Ông lão cười gằn, nói chuyện. Các ngươi giết người của vị lai vực chúng ta, giờ lại muốn nói chuyện, ngươi không cảm thấy buồn cười hả? Diệp Trần nói, chúng ta chỉ là muốn tiến vào cấm địa thần hoang. Ông lão lại nói, giờ cấm địa thần hoang đã là của vị lai vực chúng ta, hiểu chưa? Diệp Trần im lặng một lúc mới nói, vậy là không còn cách nào nói chuyện rồi. Ông lão châm chọc, người nghĩ rằng ta tới đây là để nói chuyện với ngươi hả? Vừa dứt lời, ông ta bỗng bước lên trước, trực tiếp đập một chưởng về phía Diệp Trần. Ầm. Khoảnh khắc nó đập xuống, một sức mạnh khủng bố bỗng bao phủ Diệp Trần. Ầm. Theo một tiếng nổ rung trời vang lên, có một bóng người không ngừng lùi lại. Đó không phải Diệp Trần mà là ông lão kia. Ông lão ấy lập tức lùi lại cả vạn trượng. Ông ta vừa lùi, các cao thủ của vị lai vực đều ngơ ngác. Ông lão nhìn Diệp Trần đằng xa, trong mắt cũng tràn ngập vẻ khó tin, không thể nào, ngươi mới tầng 8. Diệp Trần lắc đầu, khẽ thở dài. Y thật sự không muốn làm lớn chuyện vì sau lưng còn có Diệp tộc, ra ngoài làm việc, hơi sơ ý thôi thì rất có thể sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho gia tộc. Nhưng hiển nhiên, nhiều khi ngươi muốn nói lý lẽ với người khác là vô dụng. Trên đời này, chỉ có nắm đấm mới có thể khiến người ta tôn trọng. Diệp Trần nghĩ vậy bèn nhìn về phía Diệp Huyên hỏi, Diệp Huynh, đánh không? Diệp Huyên cười, Huynh phải biết rằng, nếu giết những kẻ trước mắt thì sau này chúng ta rất có thể sẽ là kẻ thù không đội trời chung với vị lai vực. Diệp Trần liếc đám người ông lão ở đằng xa, lắc đầu nói, dù giờ chúng ta có thu tay lại thì cũng không còn kịp rồi. Lúc này mà bỏ qua, trái lại sẽ khiến đám người đó cho rằng chúng ta sợ họ. Sau đó, họ sẽ càng ngông cuồng hơn. Thế nên, giết đi. Giết. Y vừa nói xong, cơ thể nhoáng lên đã biến mất khỏi tại chỗ. Oanh. Ở trong mắt mọi người, ông lão bị Diệp Trần đấm bay ban nãy đã bị một sức mạnh đáng sợ đáng trúng rồi trực tiếp bị xóa sổ. Lập tức giết chết. Mà giờ phút này, Sở Thiên cũng biến mất tại chỗ. Diệp Huyên vừa nghĩ, kiếm Thanh Huyên bỗng nhiên bay ra. Thoáng chốc, hiện trường lập tức vang lên từng tiếng hét thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ cao thủ thứ nguyên cảnh có mặt ở đây đều bị giết. Trong tay Sở Thiên đang cầm hơn 10 chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong có hơn 20 vạn thứ nguyên thánh tinh. Bốn người chia nhau, mỗi người cũng có khoảng 5-6 vạn. Sở Thiên hết sức phấn khích hô, phát tài rồi. Diệp Huyên. Trong mắt Diệp Trần có hơi lo lắng, vị lai vực có nền văn minh võ đạo còn cao hơn vũ trụ thứ nguyên. Mà giờ, vũ trụ thứ nguyên và vũ trụ bình hành đã như nước với lửa, nay lại có thêm vị lai vực. Diệp Trần nghĩ vậy thì càng lo lắng hơn. Sau khi mấy người phân chia thứ nguyên thánh tinh, Diệp Huyên đang định nói chuyện thì bấy giờ đất trời bỗng trở nên mờ đi. Diệp Huyên híp mắt. Còn chưa xong nữa à? Lúc này, Diệp Trần bên cạnh bỗng nặng nề nói, khí thế này. Khí thế này là tầng 10. Tầng 10. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi cuối chân trời có một bóng người đang yên lặng đứng đó. Cao thủ Thánh Vương. Trong mắt mọi người đều toát ra vẻ nghiêm túc. Diệp Huyên cũng thế, tuy hắn không sợ, nhưng cũng không dám xem nhẹ một cao thủ đẳng cấp Thánh Vương. Nơi xa, bóng người kia rũ mắt nhìn mấy người Diệp Huyên. Một lát sau mới nói, đời sau của Diệp Đế. Diệp Trần mặt mày bình tĩnh không nói gì. Bóng người kia im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, gã mới mở miệng, đã là đời sau của Diệp Đế, vậy bỏ đi. Các ngươi có thể tiến vào cấm địa thần hoang. Gã nói xong bèn xoay người rời đi. Có thể vào. Đám người Diệp Huyên nhìn nhau, đều có hơi bất ngờ vì họ chẳng ngờ được đối phương lại không ra tay. Sở Thiên bỗng nói, thật sự muốn sống cùng thời đại với đám Diệp Đế ghê. Diệp Đế. Dù chết lâu vậy rồi vẫn có người bằng lòng nể mặt và tôn trọng ông ta. Cao thủ cỡ đó mà ở cùng thời đại với nhau thì vừa là bất hạnh cũng vừa xui xẻo. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Sở Thiên và Diệp Trần gật đầu, cả đám bắt đầu đi về phía xa. Trên đường, đám Diệp Huyên gặp được một vài cao thủ vị lai vực. Những người đó chỉ liếc họ một cái rồi đi. Chẳng bao lâu sau, cả đám đã đi tới một miệng giếng cạn. Giờ phút này,
Xung quanh chỗ này đã tụ tập hơn 10 người. Toàn bộ đều là những người trẻ tuổi. Hơn nữa, thiếu niên áo trắng dẫn đầu cũng đã đạt tới thứ nguyên cảnh tầng 9. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt kính cẩn với miệng giếng. Thiếu niên áo trắng thấy đám Diệp Huyên đi đến thì liếc bốn người nói, vũ trụ bình hành. Vũ trụ bình hành. Câu đó vừa được nói ra, trong mắt những thiên tài của vị lai vực kia lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Đừng nói là vũ trụ bình hành, dù là vũ trụ thứ nguyên thì họ cũng chẳng coi ra gì. Trên đời này, đâu đâu cũng có sự khinh người. Diệp Trần liếc thiếu niên áo trắng rồi hỏi, sao? Khinh bỉ người của vũ trụ bình hành. Sau khi trải qua chuyện trước đó, y đã hiểu được, đôi khi hòa bình nói chuyện là vô dụng. Có người chính là tiện, người phải đánh, đánh thật đau thì hắn mới có thể tôn trọng ngươi. Diệp Trần vừa nói xong, những thiên tài của vị lai vực có mặt ở đây lập tức nổi giận. Trong đó có một thiếu niên cười khẩy nói, cứ khinh bỉ người của vũ trụ bình hành đấy. Sao, không phục, đến đánh ông đây nè. Diệp Trần dứt khoát biến mất khỏi tại chỗ. Thiếu niên nói chuyện híp mắt lại, không lùi còn tiến, bước lên trước đấm thẳng một quyền về phía Diệp Trần. Đùng. Một tiếng nổ vang lên, thiếu niên kia trực tiếp bị đánh bay ra mấy vạn trượng, vừa rơi xuống đất thì cơ thể lập tức nát bét. Những thiên tài của vị lai vực kia thấy vậy thì sửng sốt. Còn thiếu niên áo trắng dẫn đầu lại híp mắt, trong mắt lóe lên sát khí. Diệp Trần bỗng quay đầu nhìn thiếu niên áo trắng nói, ngươi chính là kẻ cầm đầu của họ đúng không? Nào, ra đánh với ta. Thiếu niên áo trắng mở tay ra, một sức mạnh khủng bố chợt ngưng tụ. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng mở miệng, cứ đánh như vậy thì rất nhàm. Mọi người có mặt ở đây nghe thế đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười, thêm chút tiền cược đi. Hắn nói xong bèn nhìn tần quan chớp chớp mắt. Lập tức hiểu ý, lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên giơ nhẫn lên nói, ta có 50 vạn thứ nguyên thánh tinh, nếu bạn ta thua thì nó chính là của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng phải lấy ra 50 vạn thứ nguyên thánh tinh. Đám thiên tài kia nghe vậy cau mày. Diệp Huyên cười hỏi, không dám cược hả? Bấy giờ, thiếu niên áo trắng bỗng nói, cược. Hắn ta nói xong mở tay ra. Một chiếc nhẫn chứa đổ bèn xuất hiện, chính ta đã có 50 vạn thứ nguyên thánh tinh. Đương nhiên, người cũng có thể tăng thêm tiền cược. Tăng thêm tiền cược. Diệp Huyên tức thì quay đầu ngó tần quan ngẫm nghĩ rồi nhìn thiếu niên áo trắng kia nói, người muốn chơi bao nhiêu? Thiếu niên áo trắng cong môi cười, bao nhiêu cũng được. Tần quan gật đầu bảo, chờ một chút. Nàng ta nói xong lấy ra một thứ cỡ bằng bàn tay để lên tai nói, tiểu ái. Truyền lệnh xuống, bảo hội trưởng các chi nhánh của tiên bảo các lấy hết tất cả thứ nguyên thánh tinh có thể điều động được đến cho ta. Là tất cả và tốc độ cũng phải nhanh. Chỉ một lát sau, không gian trước mặt tần quan bỗng run lên, sau đó có một chiếc nhẫn chậm rãi bay ra. Tần quan nhìn thoáng qua chiếc nhẫn rồi nói, 2000 vạn thứ nguyên thánh tinh. Nếu ngươi còn có, hoặc muốn tăng thêm tiền cược thì ta vẫn có thể chuẩn bị. Hiện trường, mọi người lập tức đờ ra. 2000 vạn viên. Phải nói là tất cả mọi người đều ngơ ngác. Kể cả Diệp Huyên. Chẳng phải phú bà này bảo giờ đang thiếu tiền hả? Thoáng cái đã lấy ra 2000 vạn viên thứ nguyên thánh tinh. Đây mà là thiếu tiền à? Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là 2000 vạn viên. Lúc trước giết một vị thánh vương cũng chỉ có được 100 vạn viên mà thôi. Còn tần quan lấy đâu ra nhiều thứ nguyên thánh tinh như vậy thế? Đúng là không khoa học mà. Tần quan giống như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, cười nói, ta dùng 100 vạn thứ nguyên thánh tinh ngươi cho để kiếm đó. Diệp Huyên có hơi tò mò hỏi, cô kiếm kiểu gì thế? Tần quan đáp, tiền đẻ ra tiền. Diệp Huyên câm nín. Hắn biết tần quan rất biết cách kiếm tiền, nhưng Diệp Huyên không ngờ nàng ta lại có thể kiếm được nhiều như vậy. Tần quan lại nói, ta chỉ có thể tạm thời lấy số tài chính ấy để dùng một chút thôi, lát nữa còn phải trả lại. Bởi vì nó là vốn lưu động, nếu không trả lại thì toàn bộ tiên bảo các của ta sẽ phải dừng hoạt động. Diệp Huyên gật đầu, nhìn thiếu niên áo trắng đằng xa. Mà lúc này, sắc mặt của gã thiếu niên kia cũng thay đổi. 2000 vạn viên thứ nguyên thánh tinh. Tuy điều kiện nhà gã khá giả,
nhưng cũng không thể lấy ra nhiều thứ nguyên thánh tinh như thế. Nó thật sự rất nhiều. Diệp Huyên thấy vẻ mặt ấy của thiếu niên thì nhàn nhạt nói, chẳng phải ngươi nói là cược bao nhiêu cũng được mà. Giờ, chúng ta cược 2.000 vạn thứ nguyên thánh tinh. Tới nào? Thiếu niên áo trắng liếc Diệp Huyên bảo, ta không có nhiều như thế. Diệp Huyên cau mày, ngươi nói là cược bao nhiêu cũng được. Sắc mặt thiếu niên lập tức trở nên có chút khó coi. Diệp Huyên bỗng cười nói, ngươi có thể gom, chúng ta sẽ chờ ngươi một lát. Thiếu niên áo trắng nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, gom. Gom thế nào? Hoàn toàn không thể gom nổi. Đừng nói gã, dù là gia tộc gã đứng ra gom cũng không thể gom được nhiều thứ nguyên thánh tinh như vậy. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, vậy cược ít chút đi. Ngươi có bao nhiêu? Thiếu niên áo trắng trầm giọng đáp, 300 vạn thứ nguyên thánh tinh. Diệp Huyên giận tím mặt, chỉ có 300 vạn viên mà ngươi cũng dám lên mặt à? Thiếu niên. Diệp Huyên lại nói, thôi bỏ đi. 300 vạn thì 300 vạn. Các ngươi bắt đầu đánh đi. Hắn nói xong bèn quay sang Diệp Trần bảo, đánh thắng sẽ cho huynh 100 vạn. Diệp Trần nghe vậy lập tức kích động hỏi, thật hả? Diệp Huyên gật đầu, thật. Tất nhiên là hắn sẽ không ăn mảnh một mình, dù sao người đánh là Diệp Trần, nếu tên đó mà nương tay thì chẳng phải mình sẽ mất máu sao? Diệp Trần thấy Diệp Huyên bảo đảm thì thoáng chốc vui vẻ không thôi, lập tức quay đầu nhìn thiếu niên áo trắng nói, nào, chúng ta bắt đầu đi. Thiếu niên áo trắng liếc Diệp Huyên rồi nói, ngươi tin bạn mình quá nhỉ? Nhưng ta có thể nói với ngươi rằng ngươi tin lộn người rồi. Diệp Huyên xua tay bảo, đừng nói nhảm nữa. Đánh đi. Diệp Trần thấy Diệp Huyên tin mình như vậy thì hơi cảm động. Sau đó, Diệp Trần cũng không hề chần chờ, nhìn thiếu niên kia, thoáng chốc, y đã biến mất tại chỗ. Đằng xa, thiếu niên áo trắng híp mắt, tay phải siết chặt thành quyền. Thoáng chốc, cả người gã đã bốc cháy lên giống như một ngọn lửa. Nhiệt độ ở hiện trường lập tức tăng vọt. Cả đất trời như muốn hòa tan, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Thiếu niên áo trắng hét lên rồi đấm thẳng ra một quyền. Ầm. Một nắm đấm lửa khổng lồ tức thì đập về phía Diệp Trần. Diệp Huyên đã xông tới trước mặt thiếu niên, song mặt mày vẫn không chút thay đổi, trở tay phải giơ ngón tay nhấn một cái. Cứng đối cứng. Oanh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang vọng khắp mọi nơi. Ở trong mắt mọi người, thiếu niên áo trắng kia trực tiếp bị đánh bay. Song Diệp Trần lại không lùi còn xông tới trước, nhấn thêm cái. Một chỉ này khiến bầu trời lập tức trở nên mờ ảo. Con người thiếu niên áo trắng chợt co rút lại, sau đó lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hai tay gã bỗng tạo thành hình chữ thập, sau đó nhấn mạnh về phía trước, hỏa vực táng thiên. Ầm. Thoáng chốc, cả đất trời đã biến thành một biển lửa. Những yêu nghiệt của vị lai vực bên cạnh đều nhanh chóng lùi lại. Diệp Huyên vừa nghĩ, kiếm ý nhân gian đã trào ra chặn lại sức mạnh của cả hai. Diệp Huyên nhìn biển lửa đằng xa, mặt mày bình tĩnh. Hắn tất nhiên là tin tưởng Diệp Trần. Người này đã nhận được chữ đạo từ chủ nhân bút đại đạo đó. Tuy chủ nhân bút đại đạo không phải thứ tốt, nhưng vẫn xem như khá là đáng tin. Dù sao, lúc trước đối phương cũng đã nhìn chúng mình. Đúng lúc này, biển lửa phía xa bỗng nổ tung, kế tiếp, một sức mạnh đáng sợ dâng lên như thủy triều. Ầm, trong mắt mọi người, thiếu niên áo trắng trực tiếp bay ngược ra ngoài cả mấy vạn trượng. Khi dừng lại thì cơ thể lập tức nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Song lúc này, cũng có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ gã. Thua, hiện trường, sắc mặt của những cao thủ trong vị lai vực lập tức sa sầm xuống. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Trần quát, ngươi là đời sau của Diệp Đế. Diệp Đế. Câu đó vừa được nói ra, những thiên tài của vị lai vực đều biến sắc. Bởi vì hồi đó Diệp Đế từng đến vị lai vực, hơn nữa đến giờ mà ở đó vẫn còn lưu truyền truyền thuyết của ông ta. Hồi đó, Diệp Đế đến vị lai vực cũng không phải để chơi, mà là đi khiêu chiến. Lúc ấy, Diệp Đế dùng sức của một người chèn ép vô số cao thủ đỉnh của vị lai vực, may mà cấm địa ra tay. Cấm địa. Đây là nơi thần thánh nhất của vị lai vực, cũng là nơi đáng sợ nhất. Chẳng ai có thể vào đó mà còn mạng để đi ra.
đương nhiên là ngoài Diệp Đế ra. Thế nên, các cao thủ của Vị Lai vực đều cực kỳ kính trọng Diệp Đế. Đương nhiên vẫn còn có một lý do khác nữa, chính là tuy hồi đó ông ta đã khiêu chiến Vị Lai vực, song cũng không có giết người, trái lại sau khi đánh bại còn chỉ bảo cho họ. Đó cũng là lý do tại sao Vị Lai vực lại kính trọng Diệp Đế. Diệp Trần liếc thiếu niên áo trắng nói, ngươi thua. Gã im lặng một lát rồi mở tay ra, chiếc nhẫn chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần lấy ra 100 vạn thứ nguyên thánh tinh rồi giao số còn lại cho Diệp Huyên, xong Diệp Huyên lại đưa cho Tần Quan. 200 vạn thứ nguyên thánh tinh. Tần Quan cười tủm tỉm cất đi, 200 vạn thứ nguyên thánh tinh kia để ở trên người người khác thì sẽ là một vật phẩm bị tiêu hao. Nhưng ở trong tay nàng ta, nó có thể trở thành tiền đẻ ra tiền. Sở Thiên bên cạnh thấy cảnh đó, giờ đây bỗng cảm thấy mấy vạn thứ nguyên thánh tinh trong tay mình không thơm nữa. Hắn ta liếc thiếu niên áo trắng đằng xa, trong lòng âm thầm quyết định lần sau có đánh nhau thì nhất định phải xông lên trước. Đúng lúc này, bỗng dưng có một thiếu niên đi tới từ xa. Hắn ta đeo một thanh đao lớn, dáng người thẳng tắp, mặc một bộ trường bào đơn giản bằng sợi đay, chân đi giày rơm. Đám người thiếu niên áo trắng thấy hắn ta đều thay đổi sắc mặt. Đám Diệp Huyên cũng nhìn về phía thiếu niên kia, khi thấy hắn ta thì Diệp Huyên khẽ cau. Hắn không cảm nhận được bất cứ khí tức nào của thiếu niên đó. Thiếu niên đeo đao đi đến giữa sân bèn bước thẳng tới trước mặt Diệp Trần, đánh lại đi. Diệp Trần liếc thiếu niên đeo đao hỏi, cược bao nhiêu? Hắn ta nhíu mày nó, không có tiền. Diệp Trần cũng nhăn mày, không có tiền thì đánh cái gì? Chẳng phải là tốn công tốn sức à? Thiếu niên đeo đao bỗng nói, ta ra tay đây. Hắn ta nói xong bèn rút thanh đao trên lưng ra bổ thẳng về phía trước. Diệp Huyên híp mắt, cũng giơ tay nhấn một cái. Ánh đao bỗng nổ tung trước mặt hai người, sau đó cả hai đồng loạt lùi lại. Khi Diệp Trần dừng lại thì cau mày, vì cả cánh tay phải của y đã nứt nẻ. Y ngẩng đầu nhìn thiếu niên đeo đao đằng xa, đây là một cao thủ. Vả lại, thanh đao trong tay hắn ta cũng là vật phi phàm. Không thì đã không thể khiến cả cánh tay phải của y bị thương. Thiếu niên đeo đao nhìn Diệp Trần nói, tiếp tục. Diệp Trần híp mắt, chậm rãi siết chặt tay phải. Thoáng chốc, một sức mạnh khủng bố đã ngưng tụ trong lòng bàn tay y. Song lúc này, thiếu niên đeo đao đằng xa chợt bước lên trước một bước, hai tay nắm chặt chuôi đao bổ thẳng về phía trước. Vèo. Vừa bổ thì một luồng đao khí dài cả vạn trượng đã chém thẳng xuống từ phía chân trời. Bấy giờ, đất trời trực tiếp nứt toạc. Trong mắt Diệp Trần lóe lên vẻ lạnh lẽo, lật tay phải lại rồi đè xuống. Theo tiếng nổ động trời vang lên, một sức mạnh đáng sợ bỗng ập xuống từ trong hư không. Phút chốc, cả đất trời như bị lật úp, từng luồng sức mạnh khủng bố không ngừng tràn ra xung quanh, bầu trời lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Đám yêu nghiệt của Vị Lai vực đều nhanh chóng lùi lại. Diệp Huyên không có lui, vừa nghĩ thì kiếm ý nhân gian đã hóa thành một tấm khiên chắn trước mặt hắn và Tần Quan. Song giờ phút này, tấm chắn do kiếm ý nhân gian hóa thành lại bắt đầu nứt nẻ. Diệp Huyên thấy vậy cau mày, hắn đã xem nhẹ sức mạnh của hai người rồi. Bấy giờ, đằng xa lại trào ra một sức mạnh đáng sợ. Sau một tiếng nổ inh ỏi, thiếu niên đeo đao và Diệp Trần đồng loạt lùi lại hơn 10 vạn trượng. Diệp Trần vừa dừng lại thì cơ thể thế mà lại nứt ra, máu bắn tung tóe. Còn thiếu niên đeo đao đối diện y cũng không ngừng hộc máu. Cả hai đều bị thương nặng. Diệp Trần lau vết máu nơi khóe miệng đi, nhìn thiếu niên đeo đao phía xa, thanh đao lợi hại ghê. Thiếu niên cũng liếc Diệp Trần bảo, người cũng rất khá. Diệp Trần chậm rãi siết chặt tay phải, đúng lúc này, trong miệng giếng đằng xa bỗng vang giọng nói, muốn đánh thì có thể tìm chỗ khác đánh không? Đừng làm phiền ông đây ngủ, giọng nói đó vừa vang lên, tâm thần mọi người lập tức chấn động giống như bị búa bổ, khiến người ta sợ hãi không thôi. Sắc mặt mọi người đều thay đổi hẳn. Sắc mặt Diệp Huyên cũng hết sức nghiêm trọng. Bấy giờ, thiếu niên áo trắng đã đánh với Diệp Trần ban nãy bỗng kính cẩn cúi chào nói, thưa tiền bối, chúng ta cũng không muốn ra tay ở đây, là do người của Vũ Trụ Bình Hành gây hấn trước. Vũ Trụ Bình Hành. Dưới đáy giếng,
Giọng nói kia bỗng hỏi, các ngươi có biết một thiếu niên tên là Diệp Huyên không? Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe vậy sửng sốt. Mình. Sắc mặt Diệp Huyên trở thành kỳ quái. Cường giả trong đáy giếng này làm sao biết mình nhỉ? Lẽ nào là vô biên chủ gài mình? Vô biên chủ này đúng là không phải người. Mấy người Diệp Trần ở một bên cũng ngơ ngác, họ nhìn Diệp Huyên, không ngờ cường giả tuyệt thế trong đáy giếng này lại biết Diệp Huyên. Lúc này người thanh niên dùng đại khảm đao ở một bên đó bỗng bước đến miệng giếng, gã ta hơi cúi người xuống, tiền bối, không biết ta có tư cách được tiền bối truyền thừa không? Tự tin tự tiến cử mình. Người thanh niên dùng đại khảm đao rất có lòng tin. Vì gã ta đến từ cấm địa vị lai vực, hơn nữa lại là người có tài năng nhất trong thế hệ trẻ này. Trong đáy giếng, giọng nói đó bỗng nói, không có tư cách. Nghe thế, người thanh niên dùng đại khảm đao sửng sốt. Mấy thiên tài yêu quái của vị lai vực đó cũng sửng sốt. Không có tư cách. Người thanh niên dùng đại khảm đao thế mà không có tư cách. Lúc này Sở Thiên bỗng bước đến trước miệng giếng, hắn ta cúi người xuống, tiền bối, vậy ba người bọn ta thì sao? Từ sau khi quen Diệp Huyên, hắn ta đã hiểu ra một chuyện. Nhiều khi không thể khiến mình quá mất mặt, thể diện là thứ sẽ ngăn cản sự phát tài của hắn ta. Giọng nói đó vang lên, thiếu niên bên cạnh ngươi tên là gì? Sở Thiên quay lại nhìn Diệp Trần, sau đó nói, hắn tên là Diệp Trần. Giọng nói đó im lặng một lúc rồi nói, ò. Thế thôi. Sở Thiên sửng sốt. Giọng nói đó lại nói, người mà chủ nhân bút đại đạo chọn, cho ngươi một lời khuyên, ta cảnh cáo các ngươi đừng có ở đây, nếu không chết thế nào cũng không biết đấy. Nghe thế Sở Thiên nhíu chặt mày, tại sao? Giọng nói đó thấp giọng nói, lẽ nào các ngươi không biết nơi này là đâu sao? Cấm địa thần hoang, tu sĩ bị phong ấn ở đây đều từng là người chống đối chủ nhân bút đại đạo, các ngươi là người do chủ nhân bút đại đạo chọn, để họ nhìn thấy, họ còn không ăn tươi nuốt sống các ngươi. Nghe thế sắc mặt Sở Thiên trở nên u ám. Đúng lúc này một bóng người bỗng xuất hiện. Nhìn thấy bóng người này, sắc mặt các cường giả vị lai vực đều thay đổi, sau đó vội vàng cung kính đáp, chào Mộc Đại Nhân. Mộc Đại Nhân. Cường giả cảnh giới tầng 10. Mộc Đại Nhân đó đi đến miệng giếng, sau đó nói, nếu đạo hữu đồng ý để lại truyền thừa, hoặc gia nhập vào vị lai vực thì bọn ta sẵn sàng ra tay cứu giúp. Giọng nói đó khẽ cười, các ngươi không cứu được ta. Mộc Đại Nhân vẫn rất bình tĩnh, có lẽ đạo hữu vẫn chưa hiểu rõ về thực lực của bọn ta. Bọn ta. Giọng nói đó bỗng nói, ngươi sai rồi, bởi vì ta quá hiểu rõ thực lực của các ngươi nên mới nói thế. Mộc Đại Nhân nhíu chặt mày. Thật ra ông ta không biết người dưới đáy giếng mạnh thế nào nhưng ông ta biết chắc chắn không yếu, ít nhất là tầng 10. Lúc này Sở Thiên ở một bên bỗng hỏi, không biết tiền bối tìm Diệp Huyên làm gì. Hắn ta không nói Diệp Huyên đang ở đây, vì cũng sợ ngộ nhỡ tên này gây sự với Diệp Huyên thì sao, mình nói ra chẳng phải là đang hại Diệp Huyên sao. Giọng nói dưới giếng nói, đã nghe danh Diệp công tử là thiên tài yêu nghiệt đứng đầu hiện nay. Ta ngưỡng mộ đã lâu nên muốn gặp. Nghe thế Sở Thiên sửng sốt, hắn ta quay đầu lại nhìn Diệp Huyên, trong mắt là sự kinh ngạc. Diệp Huyên cũng sửng sốt. Tên này ngưỡng mộ mình đã lâu. Mộc Đại Nhân ở một bên nhíu mày, ngẩng đầu ngẫm, Diệp Huyên. Ông ta chưa từng nghe đến cái tên này. Sở Thiên do dự một chốc mới nói, các hạ, người nói người ngưỡng mộ Diệp Huyên. Giọng nói đó, không được sao. Sở Thiên quay lại nhìn Diệp Huyên, tự ngươi nói đi. Diệp Huyên vẫn chưa lên tiếng, giọng nói đó bỗng vui mừng thốt ra, vị thiếu niên phong thái nhẹ nhàng này là Diệp công tử nhỉ. Tại hạ là Mục Hình Chi bái kiến Diệp công tử, ta xin dập đầu một cái. Dập đầu. Mọi người. Diệp Huyên cũng tỏ ra kỳ quái, tiền bối. Không, không, Mục Hình Chi vội nói, Diệp công tử gọi ta tiểu mục là được. Không dám nhận hai chữ tiền bối. Diệp Huyên trầm giọng nói, Mục tiền bối biết ta. Mục Hình Chi nói, trước kia không biết nhưng bây giờ thì biết rồi. Có thể gặp được Diệp công tử dù có chết bây giờ ta cũng cam lòng. Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Có đúng tên này là cường giả tuyệt thế không vậy? Sao lại hệt như nịnh bợ người khác thế?
Diệp Huyên nói, làm sao tiền bối biết ta? Thấy Diệp Huyên hỏi, Mục Hình Chi không dám giấu, là vô biên chủ. Vô biên chủ. Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ ông ta lại bẫy mình sao? Mục Hình Chi nói, Diệp công tử, có thể xuống dưới giếng không? Dưới giếng. Diệp Huyên hơi do dự. Chủ yếu là hắn vẫn hơi sợ vô biên chủ gài mình, ông ta không phải kẻ xấu xa bình thường, già vô là một ví dụ. Như thể biết Diệp Huyên đang lo lắng điều chi, Mục Hình Chi cười khổ, Diệp công tử, ta nào dám làm ngươi bị thương. Diệp Huyên im lặng một hồi lâu rồi mới nhảy vào trong giếng, tần quan vội đi qua theo. Sắc mặt đám người Mộc đại nhân trở nên u ám, không biết đang nghĩ gì. Nghe tin tức họ nhận được, những cường giả trong cấm địa thần hoang đều là những cao thủ thượng cổ trong truyền thuyết, mà bây giờ vị lai vực đã xem nơi này là đồ của mình, thịt đã đến trong miệng rồi, họ không thể chia cho người khác được. Sở Thiên ở một bên nhìn đám người Mộc đại nhân, sau đó dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Trần, e là không thể lùi bước nữa rồi. Diệp Trần gật đầu, không nói gì nhiều. Sau khi Diệp Huyên và Tần Quan xuống đáy giếng, nơi đó hơi tối. Tần Quan lập tức lấy một hòn đá lớn bằng nắm tay, hòn đá này tỏa ra ánh sáng thắp sáng cả đáy giếng. Diệp Huyên nhìn về phía xa, một người đàn ông đang ở trên vách đá, bị lá bùa ghim chặt lên đó. Mục Hình Chi. Mục Hình Chi nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyên đi đến trước mặt Mục Hình Chi, vô biên chủ bảo ngươi tìm ta. Mục Hình Chi gật đầu, đúng thế, vô biên chủ nói chỉ có ngươi mới có thể cứu được ta. Diệp Huyên nhíu mày, tiền bối bị chủ nhân bút đại đạo nhốt ở đây. Mục Hình Chi cười khổ, ừ. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Mục Hình Chi lắc đầu, năm đó ta còn quá trẻ, động tí là nói mạng của ta là do ta chứ không do trời, thế nên luôn làm mấy chuyện đi ngược ý trời, muốn làm chủ số mệnh. Tuổi trẻ tinh thần phấn chấn không biết khiêm tốn nhẫn nhịn, hai. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên kỳ quái, tất nhiên là tên này nghịch thiên thất bại rồi. Tần Quan bỗng hỏi, vô biên chủ nói với ngươi là tiểu huyên tử có thể cứu ngươi. Mục Hình Chi nói, ông ta nói chỉ có ngươi mới không sợ nhân quả của chủ nhân bút đại đạo trả thù. Tần Quan cười nói, vậy tiền bối có biết trước kia vô biên chủ từng muốn giết hắn không? Mục Hình Chi sửng sốt nói, ta không biết chuyện này, dĩ nhiên ông ta chỉ bảo ta tìm Diệp công tử giúp đỡ, ngoài ra không nói thêm gì nữa. Tần Quan quay lại nhìn Diệp Huyên, chắc ông ta không nói dối. Diệp Huyên gật đầu, Mục tiền bối, vô biên nói ta có thể cứu tiền bối nhưng ta không biết nên cứu tiền bối thế nào. Còn chủ nhân bút đại đạo, nói thật thì bây giờ giữa ta và người này chắc vẫn còn chút chênh lệch, ta đánh không lại ông ta. Mục Hình Chi cười nói, không cần tìm ông ta, chỉ cần Diệp công tử cởi bỏ cấm chế chủ nhân bút đại đạo để lại này là được. Diệp Huyên chỉ vào lá bùa trên người Mục Hình Chi cái này. Mục Hình Chi gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên im lặng không nói. Mục Hình Chi nói, nếu Diệp công tử đồng ý giúp, cuộc đời sau này ta sẵn sàng ra sức vì Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta sẽ cố gắng. Nói rồi hắn đi đến trước mặt Mục Hình Chi, hắn nhìn lá bùa đó, sau đó lấy kiếm Thanh Huyên ra, nể mặt muội ta một chút đi, được chứ? Vẻ mặt Mục Hình Chi hơi kỳ lạ. Sao nhìn Diệp công tử này có thể không đáng tin nhỉ? Nhưng ngay lúc nào, lá bùa trên người hắn ta lại biến mất từng chút. Thấy thế Mục Hình Chi hóa đá tại chỗ. Như thế cũng được à? Một câu là đã xong. Đầu Mục Hình Chi ong ong. Chỉ một câu nói, hắn ta đã được cởi trói. Hắn ta bỗng cảm thấy hơi chua xót khổ sở. Nhiều lúc thế giới này khốn nạn như thế, việc mà ngươi cố gắng làm mọi thứ nhưng không thể giải quyết nhưng có người chỉ cần một câu là có thể xong chuyện. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên lắc đầu khẽ cười. Chủ nhân bút đại đạo cũng sẵn sàng nể mặt Thanh Nhi. Diệp Huyên thu kiếm Thanh Huyên lại, sau đó nhìn Mục Hình Chi, Mục tiền bối, được rồi. Mục Hình Chi thu lại suy nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi lên trên đợi ta một lát, ta ra ngay. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi hắn và Tần Quan đi khỏi đó. Sau khi lên đến mặt đất, Diệp Huyên nhận ra mọi người vẫn chưa đi, tất cả đều đang nhìn hắn và Tần Quan.
Sở Thiên và Diệp Trần đi đến cạnh Diệp Huyên, Sở Thiên trầm giọng nói, Diệp Huyên huynh, cẩn thận một chút. Diệp Huyên nhìn Mộc Đại Nhân ở phía xa, người ở đây có thể gây ra uy hiếp cho hắn ngoài người thanh niên dùng đại khảm đao thì chỉ có Mộc Đại Nhân. Lúc này Mộc Đại Nhân bỗng nhìn Diệp Trần, ngươi là hậu duệ của Diệp Đế, ta không muốn làm khó ngươi, ngươi đi đi. Diệp Trần nhíu mày, các hạ. Mộc Đại Nhân lắc đầu, chàng trai, nên biết thức thời một chút. Sau nhiều năm Diệp tộc hiếm khi xuất hiện một thiên tài như ngươi, đừng gây họa cho ngươi và tộc của ngươi. Diệp Trần im lặng một lúc rồi nói, ta và Diệp công tử cùng đến nên bọn ta phải ra khỏi đây cùng nhau. Mộc Đại Nhân nhìn Diệp Trần, nếu đã thế, ngươi và hắn cùng đi chết đi. Vừa dứt lời, ông ta vung tay lên. Lúc này hai luồng khí tức đáng sợ bỗng xuất hiện, hai ông lão đều là cường giả cảnh giới tầng 10. Ba cường giả cảnh giới tầng 10. Thấy thế sắc mặt Diệp Trần và Sở Thiên trở nên khó coi. Mộc Đại Nhân đó nhìn Diệp Trần, nhiều khi lựa chọn rất quan trọng. Nếu ngươi đã chọn ở lại thì ta có thể nói cho ngươi biết lựa chọn này ngu ngốc thế nào. Ngươi không chỉ phải chết mà tộc ngươi cũng sẽ chết vì để diệt cỏ tận gốc. Diệp Trần nói, ta và Diệp Huynh là bạn. Y chọn Diệp Huyên. Là vì tình bạn sao? Không phải. Là con cháu của đại tộc, y sẽ không xen lẫn tình cảm vào xử lý công việc, ít nhất sẽ không dễ dàng như thế. Y chọn Diệp Huyên là vì y vẫn luôn tin tưởng người đằng sau Diệp Huyên. Tại sao y lại tin Diệp Huyên? Thứ nhất, vô biên chủ. Thực lực vô biên chủ mạnh thế nào? Đây là vẫn là một điều bí ẩn. Diệp Huyên có được truyền thừa của Cổ Thiên Đế và Diệp Đế, y biết được từ miệng tiên tổ nhà mình, vô biên chủ rất thần bí, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là thực lực của vô biên chủ. Diệp Đế không nói rõ. Nhưng, y đã biết, tiên tổ nhà mình có lẽ không bằng vô biên chủ. Thứ hai là Thanh Khâu. Một thánh vương mạnh đến nhường nào? Cao thủ tầng 10 đỉnh cao. Hơn nữa chắc chắn phải mạnh hơn Mộc Đại Nhân trước mặt này. Thế nhưng, kết quả thì sao? Bị diệt gọn. Có thể tưởng tượng, thế lực sau lưng Diệp Huyên lớn mạnh ra sao? Như lời Mộc Đại Nhân nói, nhiều lúc, lựa chọn đứng bên nào cũng rất quan trọng. Thân là đệ tử đại tộc, y hiểu về chuyện này. Mộc Đại Nhân bỗng nói, giết giết, tuy rất kính trọng Diệp Đế nhưng là Diệp Đế lúc đó, chứ không phải Diệp Trần. Hơn nữa, Diệp Đế đã ngã xuống, thể diện một người đã ngã ngựa, có thể nể cũng có thể không. Mộc Đại Nhân vừa dứt lại, hai ông lão bên cạnh ông ta đang định ra tay thì ngay lúc ấy, trong miệng giếng, một luồng hơi thở kinh người bỗng lao vút lên. Chớp mắt. Một áp lực đáng sợ lập tức bao phủ cả ba người Mộc Đại Nhân. Vẻ mặt ba người lập tức thay đổi. Lúc này, một người đàn ông trung niên chậm chậm bay ra từ trong giếng. Người đến chính là Mục Hình Chi. Nhìn thấy Mục Hình Chi, sắc mặt ba người Mộc Đại Nhân thoáng chốc đã trở nên u ám. Mục Hình Chi tham lam hít sâu một hơi, khẽ nói cảm giác của tự do. Mộc Đại Nhân ở bên cạnh trầm giọng nói, các hạ. Mục Hình Chi đột nhiên mở bừng mắt, ông ta lập tức vung tay phải, vừa vung lên một bàn tay vô hình thoáng chốc đã siết chặt cổ Mộc Đại Nhân. Thoáng chốc, sức mạnh kinh người lập tức khóa chặt Mộc Đại Nhân. Mộc Đại Nhân lo sợ trong lòng, các hạ, ngươi. Lúc này, ông ta sợ hãi đến tột cùng. Ông ta biết người bị nhốt dưới giếng này là một cao thủ, nhưng ông ta không ngờ đối phương lại kinh khủng đến vậy. Bản thân ở trước mặt đối phương mà ngay cả sức đánh trả cũng chẳng có. Lúc này, một ông lão tu vi tầng 10 ở bên cạnh vội nói, các hạ, chúng ta là người tới từ Vị Lai Vực. Mục Hình Chi lắc đầu cười nhạo, Vị Lai Vực. Nói rồi, ông ta dùng sức vung tay phải. Mục Đại Nhân kia lập tức bị tiêu diệt cả thần hồn. Biến mất hoàn toàn. Thấy vậy, sắc mặt hai ông lão còn lại lập tức thay đổi. Không hề chần chừ, hai người lập tức muốn chạy trốn, mà lúc này, Mục Hình Chi kia bông vung tay. Rầm rầm. Hai ông lão còn chưa kịp phản ứng là đã trực tiếp hóa thành cho bụi. Trực tiếp diệt gọn. Toàn bộ cao thủ trong sân lập tức hóa đá tại chỗ. Diệp Huyên cũng vô cùng kinh ngạc. Người này mạnh đến vậy sao? Lúc này,
Mục Hình Chi quay đầu nhìn Diệp Huyên, cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, lúc này tâm cảnh ông ta đột nhiên thay đổi. Thần phục Diệp Huyên, nói thật, trước khi thoát ra, ông ta đã nghĩ như vậy, cũng đã chuẩn bị làm như thế, bởi vì chỉ cần có thể thoát ra thì bảo ông ta làm gì cũng được. Nhưng lúc này, sau khi thoát ra ông ta lại có suy nghĩ khác rồi. Diệp Huyên thực sự quá yếu. Thần phục một tên ẻo ọt như vậy, mặt mũi bản thân còn đâu. Nghĩ đến đây, Mục Hình Chi mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ khẽ bay đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, trong nhẫn chứa đồ có trăm vạn thứ nguyên thánh tinh, còn có một vài thần ta từng giữ, những thứ này có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng ngây người, ngay sau đó, hắn cũng hiểu ra ý của đối phương. Đối phương không muốn thần phục hắn. Diệp Huyên nhìn Mục Hình Chi, tiền bối, ngươi chắc chắn chứ? Nghe vậy, Mục Hình Chi khẽ nheo mắt. Vốn dĩ, hắn cho rằng thiếu niên trước mắt là một người thông minh, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải vậy. Thế nhưng, ông ta cũng không muốn trở mặt. Mục Hình Chi nhìn Diệp Huyên, ân oán giữa ngươi và vị lai vực, ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, thôi vậy, ngươi đi đi. Nói xong, hắn phất tay áo, nhẫn chứa đồ kia bay lại đến trước mặt Mục Hình Chi. Ánh mắt Mục Hình Chi dần trở nên lạnh lẽo. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhìn ba người tần quan bên cạnh, chúng ta đi thôi. Ba người gật đầu. Diệp Huyên đưa ba người đi về phía xa. Mục Hình Chi đứng tại chỗ im lặng một lúc, nhận lấy nhẫn chứa đồ, rồi quay người biến mất nơi chân trời. Ở phía xa, Sở Thiên bỗng nói, Diệp Huyên huynh, tại sao ngươi nhận nhẫn chứa đồ kia? Đừng từ chối không vậy chứ. Diệp Huyên lắc đầu cười, thôi vậy. Sở Thiên muốn nói lại thôi. Diệp Huyên nói, người bị giam cầm tại cấm địa thần hoang này, đều là người đã từng chống lại chủ nhân bút đại đạo. Có thể nói, những người ở nơi này đều là một vài nhân vật lớn siêu cấp, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Trần gật đầu, đúng vậy. Thực lực Mục Hình Chi vừa nãy thực sự quá kinh khủng. Không lâu sau, mọi người đến một chỗ hoang tàn. Diệp Huyên nhìn xung quanh, khắp nơi đều là đống hoang tàn ngổn ngang. Diệp Huyên khẽ nói, nơi này trước kia có thể là một tông môn. Tông môn. Nghe vậy, mọi người đều mừng rỡ. Có tông môn đồng nghĩa là có rất nhiều bảo vật. Diệp Huyên đi về phía đại điện đổ nát, trên đường, mọi người đều vô cùng đề phòng. Rất nhanh chóng, bọn họ đã đến trước đại điện, Diệp Huyên nhìn bầu trời phía trên đại điện, bên trên có ba chữ lớn sứt mẻ, Đạo Thánh Điện. Đạo Thánh Điện. Diệp Huyên quét thần thức một vòng quanh đại điện hoang tàn, cũng không phát hiện ra gì. Diệp Huyên đi vào trong đại điện, vừa vào trong, hắn lập tức ngây người tại chỗ. Ngay chính giữa đại điện, có một cột đá, trên cột đá có treo một ông lão. Trước ngực ông lão cũng có một bùa chú thần bí. Rõ ràng đây cũng là người bị chủ nhân bút đại đạo giam giữ. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ, sao mà những kẻ làm trái ý trời lại nhiều vậy chứ? Lúc này, ông lão kia chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy Diệp Trần và Sở Thiên, ông ta khẽ nheo mắt, một luồng áp lực đáng sợ lập tức bao phủ mọi người bên trong. Sắc mặt Diệp Trần và Sở Thiên lập tức thay đổi. Diệp Trần nói, tiền bối. Ông lão nhìn Diệp Trần chằm chằm, người do chủ nhân bút đại đạo chọn. Diệp Trần do dự sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyên, trước đó hắn cũng vậy. Diệp Huyên đen mặt. Ông lão quay đầu nhìn Diệp Huyên, ngay sau đó, ông ta nhíu chặt mày, trước kia ngươi là, nhưng bây giờ thì không phải rồi. Ngươi và vô biên chủ đều như nhau, bị chủ nhân bút đại đạo vứt bỏ. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, tại sao ông ta lại vứt bỏ ngươi? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, không biết. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ngươi có muốn giải quyết chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Huyên ngây người rồi nói, giải quyết chủ nhân bút đại đạo. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên do dự rồi nói, chuyện này, có khó không? Ông lão nhìn Diệp Huyên, sợ cái gì? Chỉ cần cố gắng, không gì là không làm được. Diệp Huyên cạn lời. Chủ nhân bút đại đạo không đánh thắng được Thanh Nhi, nhưng, Thanh Nhi lại không thể giết chết chủ nhân bút đại đạo. Vậy có nghĩa gì? Có nghĩa, hiện tại, chủ nhân bút đại đạo này chắc chắn không thể chết. Mấy người nghịch thiên này,
sao lại không nhìn thấy rõ hiện thực vậy chứ? Vẫn là vô biên chủ lợi hại, nhìn rõ mọi thứ. Lúc này, ông lão bỗng nói, có phải ngươi cảm thấy chúng ta không biết tự lượng sức không? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ngươi cũng rất thành thật. Diệp Huyên khẽ cười, tiền bối chúng ta không bàn đến chuyện này. Lần này chúng ta đến đây, là để tìm cơ duyên, không biết tiền bối có thể giúp đã được gì không? À không phải, là giúp chút cơ duyên gì đã không? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Trần và Sở Thiên ở bên cạnh lập tức trở nên ngượng ngùng. Khá lắm. Thẳng thừng đến vậy sao? Tuy Sở Thiên cảm thấy da mặt mình đã dày rồi, nhưng lúc này cũng có chút xấu hổ, thẳng thắn quá mức rồi. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, người muốn giúp gì? Diệp Huyên vội nói, cái gì cũng được. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, truyền thừa có muốn hay không? Diệp Huyên gật đầu, muốn. Ông lão mở lòng bàn tay, một viên đá xuất hiện trong tay ông ta, sau đó, viên đá kia chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên, trong đá này có tất thảy truyền thừa của ta. Diệp Huyên vội nhận lấy viên đá, sau đó kính cẩn thi lễ, nghiêm túc nói, đa tạ. Nói xong, hắn chợt dừng lại rồi nói tiếp, tiền bối, thực không dám giấu, ta là viện trưởng một thư viện ta trải khắp vũ trụ quan huyên, cổ hoang với cả vũ trụ thứ nguyên, sau này sẽ còn phát triển nhiều thêm. Vì vậy, tiền bối có để tâm ta đưa truyền thừa của tiền bối về trong thư viện, để mọi người cùng học tập không? Đương nhiên, ta sẽ nói rõ, đây là truyền thừa của tiền bối. Ông lão khẽ nhíu mày, thư viện. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, được. Diệp Huyên làm như vậy, chắc chắn sẽ giúp đạo thống của ông ta được truyền thừa tiếp, thậm chí là lưu danh khắp vạn giới. Thấy ông lão đồng ý, Diệp Huyên lại khẽ thi lễ, ta thay người trong thư viện đa tạ tiền bối. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có chút phức tạp, trên người ngươi có nhân quả, hơn nữa, nhân quả này dường như có liên quan đến chủ nhân bút đại đạo, ngươi là sự tồn tại rất khác biệt, rất phức tạp, nếu ta đoán không sai, trước kia chủ nhân bút đại đạo từng muốn giết ngươi, đúng không? Ánh mắt Diệp Huyên có chút kỳ lạ, sao tiền bối biết được? Ông lão khẽ nói, đoán. Diệp Huyên. Ông lão lại nói, cẩn thận với chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, ta vẫn luôn cẩn thận với ông ta. Nói rồi, hắn do dự chốc lát rồi nói, tiền bối, người có của cải hay thần vật không? Ông lão ngây người, sau đó nói, người cần mấy vật ngoài thân đó làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta sáng lập thư viện, thứ cần nhất là tiền. Vì vậy, ông lão ngẫm nghĩ rồi nói, thực ra cũng có một ít. Nói rồi, ông ta xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Những thứ này ta đều không cần nữa cho người vậy. Nói Diệp Huyên lập tức nói, đa tạ tiền bối. Nói xong hắn vội nhận lấy nhẫn chứa đồ. Ông lão khẽ cười nói, tiểu hữu, ta có một tâm nguyện chưa hoàn thành. Diệp Huyên nói, tiền bối cứ nói, vãn bối nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ta muốn khôi phục tự do. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mẹ nó. Mắc mưu rồi. Khôi phục tự do. Rõ ràng, ông lão trước mặt này đã biết chuyện của Mục Hình Chi. Diệp Huyên im lặng. Cứu sao? Bởi vì có chuyện của Mục Hình Chi trước đó, nên thật sự là hắn không muốn cứu lắm. Nhưng, mình lấy lợi ích từ chỗ người ta nhiều như vậy, hiện tại người ta nhờ mình giúp đỡ, cũng không dễ từ chối. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười. Bản thân đã rơi vào bẫy đối phương rồi. Lúc này, ông lão bỗng nói, tiểu hữu, những gì ta có thể cho ngươi thì đều đã cho rồi, ngoài ra, ta còn có thể hứa với ngươi, nếu ta có tự do, ta có thể ra tay giúp ngươi 3 lần. Lần này Diệp Huyên không hề do dự, lập tức gật đầu, được. Nói xong, hắn đi về phía ông lão, mà ở bên cạnh, Sở Thiên đột nhiên ngăn hắn lại, Diệp Huyên huynh. Đương nhiên hắn ta cũng có lo lắng, dù sao, những người bị giam cầm này thực lực đều rất kinh khủng, một khi thoát khỏi, đối với hắn ta mà nói thì sự đe dọa rất lớn. Diệp Huyên cười nói, ta tin nhân phẩm của tiền bối. Nói rồi, hắn đi về phía ông lão. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, gương mặt ông lão lập tức tươi cười. Diệp Huyên đi đến trước mặt ông lão, tiền bối xưng hô thế nào? Ông lão cười nói, cổ tang.
Diệp Huyên gật đầu, Cổ Tang tiền bối, nếu ta cứu người thoát khỏi nơi này, người sẽ đi gây sự với chủ nhân bút đại đạo sao? Ông lão lập tức lắc đầu, không đi. Diệp Huyên nhìn ông lão, mẹ nó, tên này cũng không cổ hủ cố chấp gì cả. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên lấy kiếm thanh huyên, sau đó nói, nể mặt ta chút nhé. Không có phản ứng. Diệp Huyên có chút ngượng ngùng, nói nhầm rồi. Lập tức nói lại, nể mặt muội muội ta nha. Vừa dứt lời, xiềng xích đại đạo trên người Cổ Tang bỗng nhiên chầm chầm chuyển động, sau đó dần dần biến mất. Không lâu sau, xích đại đạo trên người Cổ Tang hoàn toàn biến mất. Trong thân thể Cổ Tang đột nhiên bùng phát một luồng hơi thở kinh người nhưng rất nhanh lại biến mất. Diệp Huyên nhìn Cổ Tang, không nói gì. Lúc này, Cổ Tang tham lam hít sâu một hơi, sau đó nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, đa tạ. Diệp Huyên cười nói, không có gì. Ánh mắt Cổ Tang có chút phức tạp, nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng được tự do rồi. Diệp Huyên nói, chúc mừng tiền bối. Cổ Tang nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, tiểu hữu, phía trước chính là nơi Nam Thanh ngủ say, chớ có tiến vào, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên nhíu mày, Nam Thanh. Cổ Tang gật đầu, đúng vậy. Nữ cao thủ giới đứng đầu thượng cổ, người này hàng năm đều say giấc ở nơi đó, cứ cách vạn năm sẽ tỉnh một lần, lúc nàng ta ngủ, tuyệt đối không được lại gần. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cổ Tang cười nói, tiểu hữu, mục hình chi kia vẫn chưa rời khỏi giới này, người phải cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ông ta còn muốn âm thầm tính kế ta hay sao? Cổ Tang lắc đầu, người này hư hư thực thực, nhân phẩm không ổn. Nói chung, tiểu hữu người phải cẩn thận chút. Diệp Huyên gật đầu, được. Cổ Tang mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên, tiểu hữu, trong nhẫn chứa đồ này có 100 vạn thứ nguyên thánh tinh. 100 vạn. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, người này trừ lại một đường trước. Thế nhưng, như vậy cũng là bình thường. Diệp Huyên cũng không từ chối, lập tức nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, tiền bối, sau khi thoát khỏi lồng giam, người muốn đi nơi nào? Cổ Tang im lặng một lúc rồi nói, về nhà thăm chốn cũ. Về nhà. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy tiền bối bảo trọng. Cổ Tang gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Diệp Huyên đưa nhẫn chứa đồ trong tay cho tần quan cười híp mắt nhận lấy. Sở Thiên và Diệp Trần nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Hai người này trông thì như người yêu, nhưng cũng không giống vậy. Ngay lúc này, tiếng bước chân bỗng vang lên sau lưng mọi người. Vẻ mặt bốn người Diệp Huyên đều thay đổi. Nghe thấy tiếng bước chân, nhưng, bọn họ lại không cảm nhận được người. Diệp Huyên quay người nhìn sang, cách đó không xa, một ông lão chậm rãi bước đến. Ông lão mặc trường bào rộng, lưng hơi khom, tóc bạc trắng, thoạt trông rất già cỗi. Ông lão đi đến trước mặt mấy người Diệp Huyên, ông ta nhìn mấy người nhóm Diệp Huyên, chưa từng nghĩ đến, vũ trụ bình hành hiện tại lại có đến mấy yêu nghiệt như vậy. Diệp Trần thấp giọng nói, các hạ là. Ông lão nói, vị lai vực. Vị lai vực. Sắc mặt ba người Diệp Huyên bỗng trùng xuống. Người này là đến báo thù. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ta thật sự rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ tại sao ngươi có thể cứu được những người bị giam cầm? Diệp Huyên cười nói, chủ yếu là vì mặt mũi muội muội ta đủ lớn. Ông lão khẽ cười, vậy sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, muốn làm gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Ông lão nhìn Diệp Huyên, cấm địa thần hoang đều là của vị lai vực ta, tất cả mọi thứ. Để lại mọi thứ của các ngươi, sau đó các ngươi rời đi. Diệp Huyên cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Ông lão cười nói, rõ ràng là không. Diệp Huyên có chút khó hiểu, lúc trước mục hình chi giết ba cao thủ tầng 10 đỉnh cao các người. Sao các người còn dám dẫy dụa? Ông lão khẽ cười nói, ngươi có thể để hắn ra tay lần nữa thử xem. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta hiểu rồi. Các người biết ta đã từ chối lời của mục hình chi, hoặc nói cách khác. Là hắn ta cố ý để lộ cho các người biết. Ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, có một chuyện ta thật sự rất khó hiểu, đó là, các người óc heo sao? Hả, nghe vậy, ông lão nheo mắt,
ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Diệp Huyên lại không màng đến ông lão, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, Mục Hình Chi, lăn ra đây cho ông. Tiếng như sấm rền. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở chân trời phía xa, người đến chính là Mục Hình Chi. Nhìn Diệp Huyên, Mục Hình Chi lại rất bình tĩnh. Diệp Huyên cười nói, ngươi là óc chó sao? Tần quan đột nhiên kéo góc áo Diệp Huyên, khẽ nói, chó rất thông minh, heo thì khá ngốc. Heo. Trên bầu trời, Mục Hình Chi nhìn Diệp Huyên, ngươi đang mắng ta sao? Diệp Huyên cười nói, chẳng lẽ ta đang khen ngươi sao? Mục Hình Chi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lắc đầu, ta thật sự không hiểu nổi. Mục Hình Chi, ngươi là óc heo sao? Ta có thể cứu ngươi từ tay chủ nhân bút đại đạo, ngươi không thể dùng óc heo của mình ngẫm nghĩ nguyên nhân trong đó sao? Không phải ta đang nói muội muội ta mạnh thế nào, mà ta chỉ là rất khó hiểu, ngươi không biết nghĩ sao? Mục Hình Chi khẽ cười, nghĩ rồi. Diệp Huyên nhìn Mục Hình Chi, ngươi nghĩ đến mông mình rồi sao? Mục Hình Chi cũng không nổi giận, phổ biên chủ bảo ta đến tìm ngươi. Rõ ràng, ngươi không phải người bình thường. Bởi vì vô biên chủ tuy có thực lực không ra sao, nhưng, con người ông ta cũng. Diệp Huyên bỗng cắt ngang lời Mục Hình Chi, ngươi nói thực lực vô biên chủ không ra sao. Mục Hình Chi nhìn Diệp Huyên, cười nói, thế nào, trong lòng ngươi, hắn ta rất lợi hại sao? Đương nhiên, ta có thể hiểu được, đối với ngươi mà nói, đừng nói là vô biên chủ, mà chỉ một vị cao thủ tầng 10 đã rất mạnh rồi. Ha ha! Diệp Huyên im lặng. Ông trời ơi! Vô biên, mẹ nó ông đang làm cái gì vậy? Tại sao nhiều người lại nghĩ ông chẳng ra gì vậy chứ? Mục Hình Chi lại nói, ngươi nên biết, vô biên chủ đã từng là một người thiên mệnh, thế nhưng, ông ta cũng khá thê thảm. Bởi vì sau này ông ta bị chủ nhân bút đại đạo vứt bỏ rồi. Diệp Huyên nói, ngươi và vô biên chủ từng giao đấu chưa? Mục Hình Chi lắc đầu, chưa từng. Diệp Huyên nhíu mày, vậy tại sao ngươi cảm thấy thực lực ông ta không ra gì? Mục Hình Chi cười nói, thời kỳ thượng cổ có một bảng xếp hạng thượng cổ, ngươi có biết vô biên chủ xếp thứ mấy không? Ta nói cho ngươi biết, ông ta căn bản không có trên bảng. Diệp Huyên im lặng. Mục Hình Chi lại nói, còn nữa, năm đó mọi người chống lại chủ nhân bút đại đạo, mà ngươi có biết tên đó làm gì không? Ông ta trốn rồi. Bỏ trốn, ha ha. Diệp Huyên lắc đầu. Vô biên chủ có thể không phải trốn, mà là đến vũ trụ vô biên chuẩn bị ra tay với mình rồi. Đám người này cả ngày cứ hô hào nghịch thiên, nhưng, bọn họ căn bản không biết chống lại chủ nhân bút đại đạo bằng cách nào. Mà vô biên chủ là người duy nhất biết được. Mục Hình Chi lại nói, thật ra, mục tiêu lần này của ta không phải ngươi. Diệp Huyên nhìn Mục Hình Chi. Mục Hình Chi cười nói, mục tiêu của ta là hai vị bên cạnh ngươi đây, hai người họ là người chủ nhân bút đại đạo chọn, đặc biệt là vị thiếu niên bên cạnh, còn sở hữu chữ đạo do chủ nhân bút đại đạo ban cho. Rõ ràng là đang nói đến Diệp Trần. Diệp Trần nhìn Mục Hình Chi, không nói gì. Mà lúc này, Mục Hình Chi lại nhìn Diệp Huyên, nhưng, hiện tại ta rất muốn giết ngươi. Lúc trước cho ngươi mấy thứ nguyên thánh tinh kia, là muốn giải quyết nhân quả với ngươi. Nhưng ngươi quá ngạo mạn, không biết thức thời. Nói đến đây, ông ta lại lắc đầu, vừa nãy ngươi còn mắng ta. Ha ha! Ngay lúc này, chân trời phía xa bỗng vang lên tiếng cười lớn. Ngay sau đó, tám luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng từ trên trời ùa xuống. Thoáng chốc, tám luồng sáng vàng kim đã phủ đầy khắp trời. Thánh Vương! Cuối cùng Thánh Vương của vũ trụ thứ nguyên đã xuất hiện. Người đứng đầu, chính là cổ thánh vương kia. Sau khi mấy người cổ thánh vương xuất hiện, ánh mắt đều dừng trên người Diệp Huyên. Mà lúc này, tám người đều đã vượt qua tầng 10. Cổ thánh vương liếc nhìn Mục Hình Chi bên kia, sau đó nói, tiền bối, người này và vũ trụ thứ nguyên ta có ân oán, có thể để chúng ta giải quyết hắn không? Mục Hình Chi nhìn cổ thánh vương, cười nói, Phách La Tông, các ngươi cũng may mắn thật, lại có thể được truyền thừa của Phách La Tông. Cổ Thánh Vương khẽ cười, đa tạ được chư vị trưởng lão coi trọng. Mục Hình Chi gật đầu, vậy các ngươi ra tay đi. Cổ Thánh Vương nhìn ba người Diệp Huyên, ân oán giữa chúng ta, đến lúc kết thúc rồi. Sau hôm nay,
thế gian sẽ không còn vũ trụ bình hành nữa. Diệp Huyên ở phía xa bỗng ngẩng đầu nhìn bầu trời, Cổ Tang tiền bối. Cổ Tang không hề có phản hồi. Diệp Huyên đen mặt. Trên bầu trời, Mục Hình Chi lắc đầu khẽ cười, người đúng là ngây thơ, người tưởng rằng ông ta thật sự sẽ giúp sao? Không đâu, nếu là chuyện nhỏ nào khác thì sẽ không do dự khi giúp ngươi, nhưng bây giờ, ông ta sẽ không vì ngươi mà đối đầu với ta. Có biết thế nào là hiện thực không? Đây chính là hiện thực. Diệp Huyên lắc đầu cười, là ta sơ sót rồi. Cổ Thánh Vương nhìn Diệp Huyên, muội muội kia của ngươi năm đó nói chúng ta đều là đám phế vật, ngươi gọi nàng ta ra, ta hy vọng nàng ta có thể ở trước mặt gọi chúng ta là phế vật. Diệp Huyên cười nói, được. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên khẽ rung chuyển, sau đó, bên cạnh Diệp Huyên, thời không nứt ra, một cô gái chậm chậm bước ra. Cô gái mặc váy trắng. Váy trắng. Diệp Huyên ngây người tại chỗ, là, muội. Ở trên trời, Cổ Thanh Vương nhíu mày, không phải người này, gọi cái người biết đánh kia đến đi. Cô gái váy trắng quay đầu nhìn Cổ Thánh Vương. Thanh Nhi váy trắng. Diệp Huyên lập tức sững sờ. Vốn dĩ, hắn còn nghĩ là Thanh Khâu sẽ đến. Thế mà lại không phải Thanh Khâu, mà là Thanh Nhi váy trắng. Xong rồi. Lớn chuyện rồi. Diệp Huyên bỗng bắt đầu lo lắng cho vũ trụ thứ nguyên và vị lai vực rồi. Thanh Nhi lại không quan tâm đến Cổ Thánh Vương, nàng nhìn Diệp Huyên, huynh không muốn gặp ta sao? Nghe vậy, Diệp Huyên vội kéo tay Thanh Nhi, nào có. Muội không biết chứ, ta nhớ muội chết mất. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vừa nãy của huynh. Diệp Huyên cười nói, lúc trước ta còn đang hỏi Thanh Khâu là muội đi đâu rồi. Nàng ấy nói muội đến vũ trụ cấp bậc cao hơn rồi. Thanh Nhi khẽ gật đầu. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, thế giới của chủ nhân bút đại đạo. Thanh Nhi lắc đầu, không phải. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó thì Cổ Thánh Vương ở bên kia bỗng lên tiếng, đuổi muội muội kia đi. Thanh Nhi bỗng quay người, nàng phất tay áo, một thanh kiếm lướt qua từ trong sân. Bù. Thoáng chốc. Bảy cái đầu lập tức bay ra khỏi sân. Bảy vị thánh vương chớp mắt đã ngã xuống. Mà Cổ Thánh Vương đứng đầu thì bị kiếm hành đạo ghim chặt tại chỗ. Tất cả mọi người trong sân đều hóa đá. Nhất là Diệp Trần và Sở Thiên, lúc này hai người họ lập tức sững sờ tại chỗ. Chết rồi. Thánh vương tồn tại như thần thánh ở vũ trụ bình hành và vũ trụ thứ nguyên trước kia đã chết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 227.